dịch, hàn thiên long nhóm dịch, HTPDA đầu bạch tiểu thuần như muốn nổ tung, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng. Lượng lớn bùa chú được hắn lấy ra đặt ở trên người oanh 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 thân hình của hắn trong nháy mắt bạo tăng cao hơn khoảng chừng nửa trượng nháy mắt khi màn sáng này vừa xuất hiện cô gái mặc áo hồng lúc trước từ trong bóng tối vọt ngay tới bên cạnh người bạch tiểu thuần đánh vào màn sáng đùng một tiếng cô gái này bước vào bên trong màn sáng được ba thước nhưng lại bị ngăn cản không cách nào có thể tiếp tục cô gái này phát ra âm thanh bén nhọn âm thanh này có được lực xuyên thấu khiến cho bạch tiểu thuần cảm thấy đinh tai nhức óc thần trí có chút mơ hồ hắn hoảng sợ hung hăng cắn đầu lưỡi khi vừa mới thanh tỉnh đã nhìn thấy vô số giáp xác trùng màu đỏ từ bốn phương tám hướng định chui vào bên trong màn sáng phòng hộ nhưng tầng phòng hộ của bạch tiểu thuần quá dày rồi những giáp sát trùng màu đỏ kia dùng toàn lực cũng không thể xuyên qua được bảy tấc phòng hộ cuối cùng này bị bắn mạnh trở ra sau khi ngưng tụ lại cùng một chỗ ở giữa không trung thình lình lại tạo thành thân hình của cô gái áo hồng ả à nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần cười lên khanh khách một tiếng lại một lần nữa đánh tới cùng lúc đó bốn phía truyền đến từng trận tiếng rít chỉ thấy những hòn non bộ kia nhúc nhích từng cái một đứng lên trở thành người đá mà những cây ăn quả kia cũng lắc lư mọc ra tay chân rút ra khỏi mặt đất cất bước đi nhanh từ bốn phía hiện ra phóng tới chỗ ba người Nhất là những trái cây ở trên đó, giờ phút này mỗi một cái lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục hát đồng dao, trong đó có một gốc cây ăn quả cách Bạch Tiểu Thuần rất gần, giờ phút này đang theo sát sau lưng cô gái áo hồng lao đến chỗ hắn, khôi lỗi. Đỗ Lăng Phỉ kinh hô, thân hình Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Loại nguy hiểm như thế này, từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp qua giờ phút này hai mắt hắn đều đã đỏ nhìn thấy cô gái kia lại lao tới đây hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết dùng toàn bộ linh khí chỉ về phía cô gái kia một cái trong nháy mắt phi kiếm của hắn bay ra tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen nhấc lên cuồng phong oanh một tiếng đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu của cô gái này cô gái kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể hóa thành vô số giáp xác trùng rơi xuống những con giáp xác trùng kia dãy rụa, trong lúc rơi xuống thì đều thi nhau vỡ vụn, lực lượng của mộc kiếm vẫn chưa tiêu tán, đây là do bạch tiểu thuần dưới nguy cơ đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu của cô gái kia, lại lao thẳng đến quả thụ nhân ở đằng sau, nháy mắt đã lao đến, thân hình của quả thụ nhân này, vừa dừng lại thì cái đầu đã trực tiếp nổ tung dùng mắt thường cũng có thể thấy được những trái cây ở trên đó từng cái một đang khô quắt lại nhưng cho đến khi chết vẫn còn vui sướng ca hát như lúc trước cảnh tượng này làm cho đáy lòng bạch tiểu thuần càng thêm sợ hãi cũng may là lực lượng của mộc kiếm cũng lớn lúc này nó vẫn còn đang bay nhanh rồi trực tiếp đâm vào vách tường tiếng nổ vang lên ngập trời vách tường vỡ vụn một cái lỗ thủng cực lớn xuất hiện, có thể nhìn thấy được có rất nhiều đường vân đang bay múa, trông như một mảnh dâu dài hẹp, giống như muốn một lần nữa bện lại, lao ra. Đỗ Lăng Phỉ gấp giọng mở miệng, thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chỗ lỗ hồng kia. Nhưng Phùng Viêm đứng cách cái lỗ hồng này gần nhất, gã cố nhịn đau lòng lấy ra một quả đan dược màu đen ném về phía trước mặt thanh niên mà gã đang giao thủ tiếng nổ vang lên quanh quần, lực trùng kích khuếch tán. Gã mượn lực lao ra, thẳng đến chỗ lỗ hồng, vù một tiếng, phùng viêm đã lao tới bên cạnh lỗ hồng. Gã đang định lao ra thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy hai đầu sư tử đá cực lớn thình lình từ bên ngoài lỗ hồng vọt vào, ngửa mặt lên trời giống một cái. Một con lao tới chỗ Phùng Viêm, còn một con phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, hai con sư tử đá này, thình lình chính là hai con thạch sư thủ hộ ở bên ngoài đại môn, các ngươi không đi được. Linh Khê Tông đều đáng chết. Thanh niên giao thủ với Phùng Viêm, giờ phút này cười vang, thân hình nhoáng một cái, lại tiếp tục cuốn lấy Phùng Viêm, nhìn thấy lỗ hồng kia đang nhanh chóng khép lại, Phùng Viêm hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện mấy cái hỏa cầu lớn bằng đầu người, tỏa ra nhiệt độ rất cao, hướng về bốn phía oanh nổ, hình thành sóng lửa lan ra tứ tán, con sư tử đá kia cũng bị bước lui về phía sau một ít, còn thanh niên của lạc trần gia tộc thì biến sắc. Còn có hai cây quả thụ nhân đều bị đánh lên trên thân thể, một cái trực tiếp nổ tung còn một cái khác thì lúc lùi lại đã bị đỗ lăng phỉ dùng một kiếm đánh toái diệt thân hình âm thanh oanh oanh vang lên quanh quẩn từ trên thân của hai quả thụ nhân này tràn ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lá ở trong cơ thể của bọn nó rõ ràng lại lộ ra một thân ảnh toàn thân gầy còm đang hấp hối giống như đã bị rút đi hơn phân nửa sinh cơ một người ở trong đó thì đang hôn mê còn một người khác thì miễn cưỡng mở mắt ra khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ thì lộ ra vẻ kích động, "Hầu sư huynh." Đỗ Lăng Phỉ kinh hô, nàng nhận ra đối phương là Hầu Vân Phi thì tiến lên dùng một tay nâng y dậy, "Lạc Trần gia tộc làm phản. Nhanh chạy đi, truyền tin về cho tông môn." "Hầu Vân Phi suy yếu, tóm được cánh tay của Đỗ Lăng Phỉ, lập tức đem một tia linh lực cuối cùng ở trong cơ thể rót vào, Đỗ Lăng Phỉ đem linh khí mãnh liệt bao trùm toàn thân, cắn răng, dìu Hầu Vân Phi lao ra, tốc độ bạo tăng, thẳng đến chỗ lỗ hồng, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra người này lại là Hầu Vân Phi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, tránh né con sư tử đá, phóng tới lỗ hồng, giờ phút này ba người đều đang bay nhanh. Đỗ Lăng phì cách lỗ hồng gần nhất, còn Phùng Viêm và Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, cách đó không xa nhưng rõ ràng tốc độ của bạch tiểu thuần là nhanh nhất thậm chí còn sắp nhích gần tới chỗ đỗ lăng phỉ sắc mặt của phùng viêm trắng bạch pháp thuật hỏa cầu kia đối với gã mà nói tiêu hao rất lớn lúc này sau khi để ý thấy tốc độ của bạch tiểu thuần trong mắt gã lóe lên âm lãnh tay phải nâng lên lại có một quả đan dược màu đen nữa xuất hiện đỗ sư muội đi mau đem tin tức mang về cho tông môn ta giúp ngươi một tay Gã vừa nói vừa đem viên đan dược màu đen quăng mạnh ra, vị trí chính là khoảng không giữa đỗ lăng phỉ và bạch tiểu thuần, oanh một tiếng, viên đan dược này bỗng nhiên nổ tung, hình thành nên lực trùng kích, làm cho tốc độ của đỗ lăng phỉ lại nhanh hơn một chút, cả thân hình bật lên, phịch một tiếng đâm vào lỗ hồng giống như dung nhập vào mặt nước, xông ra ngoài, nhưng còn bạch tiểu thuần ở nơi đây thì lại bị cái lực trùng kích này ngăn cản thân hình vừa thoáng dừng lại một cái lập tức đã bị một đầu sư tử đá ngăn lại trong mắt của bạch tiểu thuần đều đã đỏ lên phùng viêm khi bạch tiểu thuần gầm nhẹ thì bốn phía có tiếng gió rít lên con sư tử bằng đá kia đã trực tiếp đánh tới bạch tiểu thuần đang muốn né tránh nhưng lại có ba gốc thụ nhân quả cũng đã tới gần bốn đầu khôi lỗi cùng liên thủ khiến cho bạch tiểu thuần không có cách nào né tránh trực tiếp đánh lên trên người của hắn phịch một tiếng màn sáng phòng hộ toàn thân của bạch tiểu thuần sau khi chớp động vài cái lập tức tan vỡ thậm chí ngay cả ánh sáng màu xanh của cái ngọc bội cũng ảm đạm rồi vỡ vụn Tuy rằng đã triệt tiêu được hơn phân nửa ngoại lực, nhưng đầu sư tử đá kia bất phàm, dư lực vẫn rơi vào trên ngực của Bạch Tiểu Thuần, lực lượng cực lớn đánh vào khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, bị đánh bay ra ngoài, Bạch sư đệ. Phùng Viêm nhìn thấy một màn này thì khóe miệng quầy lạnh, nhưng trong miệng lại truyền ra âm thanh vô cùng đau đớn, tốc độ cũng không hề giảm, nháy mắt đã tới gần lỗ hồng nửa người gã đã dung nhập được vào bên trong sắp lao được ra nhưng đúng vào lúc này gã thanh niên của hầu vân phi kia bỗng phát ra một âm thanh bén nhọn thân hình nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số khối thịt lao thẳng đến phùng viêm trong tích tắc khi phùng viêm xông ra những khối huyết nhục này bỗng nhiên tới gần trực tiếp quấn quanh thân thể của gã rồi kéo mạnh một cái phùng viêm gào lên lại một lần nữa bị kéo ra xa lỗ hổng mà giờ phút này lỗ hổng đã không còn rộng nhiều lắm gã lo lắng hung hăng cắn răng một cái cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi rơi lên trên phi kiếm của mình khiến cho thanh phi kiếm nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, nhưng không chém tới ai, mà oanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số toái nhận, lao thẳng tới chính gã, gã chính là dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này để cho vô số toái nhận xuyên qua. Trong lúc làm cho bản thân mình bị thương thì đồng thời cũng đem những huyết nhục đang quấn quanh trên người mình kia cắt đứt, thân thể được buông lỏng, toàn thân phùng viêm có vô số miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã choáng váng nhưng cũng may là những mảnh toái nhận kia dưới sự khống chế của gã đã tránh được những chỗ yếu hại giờ phút này gã nghiến răng nhoáng một cái lao tới chỗ lỗ hổng cùng lúc đó bạch tiểu thuần bị con sư tử đá kia một tát đánh lên trên ngực thân hình lùi lại phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng tiếng kêu thảm thiết này vừa mới truyền ra đã im bặt bạch tiểu thuần giật mình chừng mắt cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình thấy quần áo mặc dù bị tổn hại thậm chí những cái áo da kia cũng đều vỡ vụn không ít nhưng mình lại không có cảm giác đau đớn hắn kinh ngạc nhanh chóng kiểm tra một chút đã xác định từ lúc đánh nhau cho tới bây giờ nhìn thì như hung hiểm nhưng trên thực tế Toàn thân trên dưới của hắn ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, một tát của con sư tử đá kia tuy đập bay hắn, nhưng lại không có cảm giác gì, trong lúc hắn còn đang kinh hỉ thì mấy gốc thụ nhân quả đuổi theo kia đã đánh một quyền lên sau lưng hắn. Thân hình Bạch Tiểu Thuần lao về phía trước, nhưng lại phát hiện ra vẫn không có cảm giác gì, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, thì ra ta lại mạnh như vậy tiên sư bà ngoại nhà nó chứ vậy ta còn sợ cái gì à bạch tiểu thuần vô cùng phấn chấn lúc này lại càng tin tưởng mười phần triển khai tốc độ vèo một tiếng thắng đến chỗ lỗ hổng tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều trong nháy mắt đã xuất hiện ở lỗ hổng giờ phút này phùng viêm đã chui được nửa người ra ngoài tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh nên gã căn bản là không có phát hiện ra theo gã vừa rồi bạch tiểu thuần bị mấy con khôi lỗi kêu anh kích đã sớm chết rồi nhìn thấy phùng viêm sắp đi ánh mắt bạch tiểu thuần lộ ra một vòng hận ý tay phải của hắn vung mạnh lên tóm được bả vai của phùng viêm hung hăng kéo một cái rột cuộc đã có thể đi ra giờ phút này phùng viêm còn đang kinh hỉ nhưng chỉ giây lát thì bả vai đau đớn gã còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một cỗ đại lực vù một tiếng kéo về bên trong lỗ hồng không phùng viêm gào lên gã còn chưa thấy rõ ràng vì sao mình lại bị lôi trở lại thì túi chữ vật đã rớt ra sau đó cả người bị cỗ đại lực này hung hăng hất lên thân hình trực tiếp văng đi thật xa lúc này gã mới nhìn thấy thân ảnh của bạch tiểu thuần ở lỗ hồng bạch tiểu thuần hai mắt phùng viêm đỏ thẫm nhưng ngay sau đó đã bị hai con sư tử đá vây quanh trong tiếng nổ vang tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên quanh quẩn phùng sư huynh bạch tiểu thuần phát ra âm thanh vô cùng đau đớn thân hình nhoáng một cái bước vào bên trong lỗ hổng khi lỗ hồng sắp khép lại, cả thân hình chui ra ngoài, nháy mắt khi hắn vừa chui ra, lỗ hồng này đã trực tiếp co lại, lối ra đã không còn là ở bên trong viện tử của Lạc Trần gia tộc mà là ở bên ngoài cửa lớn. Đỗ Lăng phỉ sau khi chạy ra thì không dám đứng lại ở đó mà đứng ở bìa rừng phía xa xa lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía. Giờ phút này nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, đang muốn gọi thì đã thấy Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh thê lương, ánh mắt đỏ bừng, phùng sư huynh. Ngươi vì cứu ta, chẳng những đưa cho ta túi chữ vật mà bản thân còn đi ngăn cản những khôi lỗi kia. Phùng sư huynh, Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đi mau. Nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, đỗ lăng phỉ đáy lòng bi thương. Nhìn thấy lỗ hổng đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần lại đang ở chỗ này bi phẫn gần chết, liền vội vàng hô, Bạch Tiểu Thuần mang theo nước mắt vội vàng chạy tới, cùng với Đỗ Lăng Phỉ Diều Hầu Vân Phi chạy thẳng tới rừng rậm, "Phùng sư huynh là người tốt a." À, Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bất chợt quay đầu lại, Đỗ Lăng Phỉ đắng chát, nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này rõ ràng lại hung hiểm tới mức độ này nghĩ lúc trước nếu như nghe theo lời của bạch tiểu thuần không đi đến lạc trần gia tộc này thì có lẽ phùng viêm sẽ không phải chết nhất là nhìn thấy bộ dạng bi ai hận không thể đấm ngực kia của bạch tiểu thuần đáy lòng nàng lại càng khó mà bỏ qua than nhẹ một tiếng bạch sư đệ chúng ta mau chóng chạy trốn lạc trần gia tộc làm phản bọn hắn sẽ không để cho chúng ta truyền tin tức về cho tông môn đâu Vừa nãy ta cũng đã thử, nơi đây đã bị ngăn cản hết mọi chấn động. Ngọc giản truyền âm đã không dùng được rồi. Đỗ lăng phỉ nhìn về phía bạch tiểu thuần, nói ra không được trơn chu, thân hình bạch tiểu thuần chấn động, lập tức ý thức được nguy hiểm. Dịch, Hoang Trúc, nhóm dịch, HTPC ủng lúc đó, bên dưới lòng đất chỗ đình viện của gia tộc Lạc Trần, không ngờ lại có một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc tại đây, còn có thêm một huyết hồ chứa đầy hài cốt bên trong, xung quanh bốn phía đều là trận pháp sáng rực, vô số tộc nhân của Lạc Trần gia tộc, bất kể nam, nữ, già trẻ đều đang quỳ gối bên trên từng tiếp điểm của trận pháp vốn chẳng chịt đan sen với nhau này, tất cả bọn họ đều trầm mặc tay phải buông thõng để mặc cho máu tươi trong người chảy xuống rồi dần thấm vào bên trong tiết điểm kia rồi tất cả máu huyết của toàn tộc nhân lại được tụ tập ngưng tụ trong huyết hồ ở trung tâm trung tâm huyết hồ là một lão giả tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi thần sắc lão giả không giận mà uy theo nhịp hô hấp của lão mà huyết hồ trung tâm lại như sôi trào lên lúc này lão đột ngột mở hai mắt ra lộ ra màu huyết quang nhàn nhạt bên trong đã xảy ra chuyện gì giọng nói đầy lạnh lẽo của lão vang lên vọng khắp cả tòa cung điện dưới lòng đất một thanh niên trong vòng tộc nhân ngồi gần lão nhất nhanh chóng nhẹ giọng trả lời lão tổ có ba tên đệ tử ngoại môn linh khê tông đến đây bọn hắn đến quá đột ngột làm vãn bối không kịp trở tay vì lo lắng ảnh hưởng đến đại sự của tộc ta nên vãn bối định dùng khôi lỗi thế thân bên ngoài rồi vận dùng trận pháp cùng với đám khôi lỗi khác diệt sát ba người đáng tiếc vãn bối vô dụng chỉ có thể diệt sát được một người hai người kia đã trốn thoát mà tên đệ tử bị bắt lần trước cũng được cứu đi Người thanh niên này chính là kẻ vừa cùng ba người Bạch Tiểu Thuần trải qua một trận chém giết vừa rồi, trong lòng gã cũng đầy phiền muộn, thông thường đệ tử Linh Khê Tông mất liên lạc thì cần phải nửa năm sau mới khẳng định được đã mất tích, lúc đó mới an bài đệ tử tiến hành tìm hiểu. Như vậy, phải mất gần 9 tháng sau mới có thể lần tới Lạc Tinh Sơn mạch được, nhưng lúc này chỉ mới qua 4 tháng, vậy mà đệ tử Linh Khê Tông lại đến nơi đừng nói gã cả gia tộc lạc trần cũng không nghĩ tới việc này dù sao người mất tích là một đệ tử ngoại môn mà cả gia tộc lạc trần trước giờ chưa từng để lộ một chút ít dấu hiệu nào ra ngoài cả theo đạo lý mà nói thì bọn họ không thể nào tới đây nhanh như vậy được hơn nữa nếu như hầu văn phi không tra ra bí mật của gia tộc lạc trần thì bọn họ cũng không muốn bắt y lại như vậy vốn kế hoạch của bọn họ cũng chỉ cần nửa năm nữa là hoàn thành lúc đó gia tộc có thể thoát khỏi khống chế của linh khê tông thoải mái vẫy vùng giữa trời cao biển rộng này nhưng lúc này còn cần thêm một tháng nữa hai tên đệ tử ngoại môn hừ lão phu đã mở ra trận pháp phong ấn bốn phía người an bài người nhanh chóng truy sát bọn chúng chỉ cần thêm một tháng nữa mọi chuyện đều ổn thỏa lão giả nhàn nhạt nói cũng không quá để tâm vào chuyện này mà lại tiếp tục nhắm mắt lại gã thanh niên nghe vậy bèn hít sâu một hơi gật nhẹ đầu không lâu sau thì có bảy thân ảnh từ bên trong đình viện lạc trần gia tộc bước ra ngoài Người đi đầu chính là gã thanh niên kia, tu vi chân chính của gã lúc này được hiển lộ, là ngưng khí tầng 8, sáu người khác, người yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 6, còn có hai người là ngưng khí tầng 7, bọn hắn chưa trốn xa được đâu, đuổi theo. Bảy người này chợt nhoáng lên, cả đám đều lộ ra sát ý mà lao thẳng vào trong rừng rậm, trong rừng, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ cùng dìu theo Hầu Vân Phi đang hôn mê bay nhanh về phía trước hắn cũng đã thử lấy ra phi hành chu nhưng trận pháp nơi đây không những ngăn cách tin tức truyền về, mà còn khiến cho phi thuyền không thể nào vận chuyển được, chuyện này càng khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng phỉ thêm khó coi, một đường trầm mặc cả hai người vẫn cứ cắn răng dìu theo hầu vân phi mà chạy băng băng, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái mét lại, lúc này quả thật hắn cảm giác được nguy cơ đã lên tới cực hạn rồi. Từng tấc huyết nhục trên người hắn lúc này đều gào thét, thậm chí còn truyền tới lời kêu gọi mãnh liệt, kêu gọi hắn nhất định phải chạy thật nhanh, chỉ cần chạy chậm chút, cầm chắc sẽ phải chết tại đây, cái nguy cơ tử vong này còn mãnh liệt hơn vô số lần nguy cơ mà Phùng Viêm mang tới cho hắn dù sao phùng viêm tuy tính toán ra tay nhưng vẫn còn rất nhiều cố kỵ chỉ dám giết hại hắn trong tối mà thôi chỉ cần hắn đủ cảnh giác tuy không dám nói có thể tránh được toàn bộ nhưng cũng có thể né được hơn phân nửa thậm chí có thể tìm được cơ hội phản kích lại nhưng chuyện trước mắt bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới cái tin tức mà bọn hắn nắm giữ thì trong lòng run rẩy chán cũng toát mồ hôi lạnh loại tin tức liên quan đến chuyện phản loạn của một gia tộc tu chân thế này, đừng nói là gia tộc Lạc Trần, coi như đổi lại là Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không chút do dự mà tiến hành truy sát, đối phương nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn nào cũng sẽ đem nhóm mình diệt khẩu hoàn toàn, không phải chỉ là ra tay trong tối, mà sẽ nhanh chóng dùng khí thế mãnh liệt như lôi đình trực tiếp diệt sát, thậm chí bọn hắn cũng không có khả năng chạy được quá xa. Nói không chừng tộc nhân lạc trần gia tộc cũng đang nhanh chóng truy kích sau lưng, chấp pháp đường chết tiệt kia, nhiệm vụ này, nhiệm vụ này căn bản đệ tử ngoại môn không có khả năng thực hiện được. Vừa nghĩ tới gia tộc lạc trần còn có một vị lão tổ trúc Cơ, bạch tiểu thuần càng thêm run dày khắp cả người, chúc cơ A, à, ngưng khí mà so sánh với cường giả chúc cơ, thì cũng không khác tranh lệch giữa phàm nhân và ngưng khí bao nhiêu A. À hơi thở của bạch tiểu thuần đầy khẩn trương hai mắt cũng đỏ vằn lên ta tu hành là vì trường sinh a à. lúc này bạch tiểu thuần gần như khóc không ra nước mắt nhìn lại hầu vân phi hắn lại không thể chỉ vì muốn chạy nhanh hơn mà bỏ mặc y được Loại chuyện này nói sao thì hắn cũng không thể làm được đấy, sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ tái mét, tu vi nàng yếu nhất, linh khí trong cơ thể cũng không khôi phục được chút nào, lúc này trong lòng dâng tràn cảm giác đắng chát, nàng thừa biết lúc này đã là cửu tử nhất sinh, không, khả năng lớn là thập tử vô sinh. Nếu lúc này Phùng Viêm còn sống, với tu vi ngưng khí tầng 7, nếu như lão tổ trúc cơ của đối phương không xuất động thì bọn họ còn có sức để mà liều mạng, nhưng Phùng Viêm đã chết, bản thân nàng chỉ có tu vi ngưng khí tầng 5 mãi vẫn chưa đột phá được, mà Bạch Tiểu Thuần thì đối với một kẻ nhát chết như vậy, Đỗ Lăng Phỉ không có chút trông cậy vào được, không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy mà đã phải chịu chết ở đây. Đỗ lăng phỉ cười thảm, nhưng nàng vẫn cứ cắn răng mà chạy. Không đến đường cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ mạng mình như vậy. Lúc này nàng đưa tay vỗ túi chữ vật lấy ra đan dược nuốt vào trong miệng, khi nhìn thấy sắc mặt của bạch tiểu thuần cũng đang tái mét, nàng than nhẹ một tiếng nàng không có chút ý tứ khinh miệt gì bạch tiểu thuần nữa cả bèn lấy ra một bình đan dược ném qua cho hắn bạch sư đệ chú ý thời điểm mà bổ sung linh khí cho bản thân bạch tiểu thuần sững người nhận lấy bình đan rồi trầm mặc mở bình lấy ra một viên đan dược nuốt vào nhưng dường như nhớ ra gì đó sau đó hắn thò tay vào túi chữ vật của phùng viêm lôi ra thêm hai bình đan dược phùng sư huynh cũng có đan dược Hắn nói xong bèn đưa cho Đỗ Lăng Phỉ một nửa, Đỗ Lăng Phỉ cũng lặng yên nhận lấy. Tốc độ của hai người không đổi mà vẫn cứ bay nhanh đi, qua một lúc thì hai người cũng đã tới nơi mà lúc trước phát hiện được ngọc giản của Hầu Vân Phi. Nhìn gốc đại thụ này, trong lòng Đỗ Lăng Phỉ thầm thở dài một tiếng, chỉ là lúc này có hối hận cũng không ít gì, hai người nhanh chóng dìu Hầu Vân Phi mà chạy. Thời gian càng trôi qua tốc độ của Đỗ Lăng Phỉ cũng càng chậm lại, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột đành nắm lấy tay Đỗ Lăng Phỉ, mang theo cả nàng và Hầu Vân Phi chạy như điên, Đỗ Lăng Phỉ cũng đã sớm phát hiện được tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vẫn nhanh như cũ. Khi bị hắn chụp lấy cánh tay, nàng vô thức tính hất ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi bèn thở dài trong lòng đành để mặc cho Bạch Tiểu Thuần kéo lấy cánh tay nàng cùng nhau chạy tới trước, đúng lúc này thì cả người Hầu Vân Phi cũng chợt run lên rồi mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ mỏi mệt, Bạch sư đệ, không ngờ từ biệt mấy năm, ta và ngươi lại gặp nhau ở chỗ này. Hầu Vân Phi cười gượng nhìn Bạch Tiểu Thuần đang dìu mình cùng với Đỗ Lăng Phỉ, Đỗ Lăng Phỉ thấy Hầu Vân Phi đã tỉnh vội vàng đưa đan dược cho y, Hầu sư huynh bạch tiểu thuần nhìn hầu vân phi cũng chợt thở dài chúng ta vẫn còn hy vọng vì tư lợi mà lạc trần gia tộc đã bất chấp mà bắt giết phàm nhân lấy xương thay máu còn vị lão tổ trúc cơ kia phải chủ trì nghịch huyết đại pháp nên cũng không có khả năng đuổi theo không những thế toàn bộ gia tộc lạc trần bây giờ cũng đang ở trong trận pháp cho nên cũng sẽ không có quá nhiều người truy sát chúng ta mặc dù ở nơi này chúng ta không có khả năng truyền tin tức về tông môn nhưng chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi nhất định nào đó thì chắc chắn truyền tin về được loại đại sự này chỉ cần tông môn biết được có một gia tộc phản loạn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà đến đây hầu vân phi cười cười cầm đan dược mà đỗ lăng phỉ đưa cho nuốt vào sau đó mắt y chợt lóe sáng cũng không để cho bạch tiểu thuần dìu nữa mà gắng gượng chạy theo hai người từ đó tốc độ của ba người cũng nhanh thêm một chút dần dần cũng thấy được ngoài rìa của lạc tinh sơn mạch không lâu sau thì ba người đã chạy được tới đây, Đỗ Lăng Phỉ lập tức xuất ra ngọc giản liên hệ về tông môn, chỉ là sắc mặt nàng càng thêm tái lại mà đắng chát lắc đầu, vẫn chưa được, sâu trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhói lên một cái, còn Hầu Vân Phi cũng trầm mặc lại, ba người không nói thêm gì nữa mà buồn bực tiếp tục bước tiếp. Chỉ là lúc này, đột nhiên phía sau bọn họ vang lên từng tiếng rít truyền tới, ngay khi sắc mặt bọn họ chưa kịp biến hóa thì đã thấy được bảy thân ảnh trong âm thanh vù vù từ một hướng khác trong khu rừng rậm sông đến, người đi đầu chính là gã thanh niên có tu vi ngưng khí tầng 8 kia, hắn liếc mắt nhìn thoáng quá ba người bạch tiểu thuần, trong mắt lóe lên đầy sát cơ, lúc trước ta từng nói, các ngươi trốn không thoát. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là Trần Việt, giết bọn chúng đi. Đam tộc nhân gia tộc lạc Trần Lấp tự lấy ra pháp khí riêng, ánh mắt của cả đám lạnh như băng rồi bỗng nhiên vọt tới, sắc mặt ba người bạch tiểu thuần cũng đại biến, dốc sức cắn răng đẩy nhanh tốc độ, Trần Việt cười lạnh, rồi gã hất tay áo lên, một cái đầu lâu màu tím xuất hiện nhanh chóng bạo tăng kích thước tới nửa trượng phát ra từng tràng cười giặc giặc mà lao thẳng tới ba người bạch tiểu thuần với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đầu lâu đã tiến đến gần dưới một chỉ điểm ra của trần việt đầu lâu tự động nổ tung lên ầm một tiếng một lực trùng kích ập thẳng vào đem tách ba người ra từ đó khiến cho cả đỗ lăng phỉ và hầu vân phi bị trứng lại lập tức bị đám tộc nhân lạc trần vây kín vốn tốc độ bạch tiểu thuần cực nhanh lúc trước còn phải kèm thêm hai người đỗ hầu bây giờ bị tách ra hắn cũng không nghĩ nhiều mà triển khai toàn lực bạo tăng tốc độ lên nhanh chóng đám tộc nhân lạc trần còn chưa kịp bao vây lại thì hắn đã vọt ra ngoài hơn 10 trượng, thậm chí nhìn lại còn thấy tốc độ của hắn lại tiếp tục tăng lên nữa, nhìn tốc độ của hắn vọt tăng lên như vậy. Không chỉ riêng tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 Trần Việt, mà cả đám tộc nhân Lạc Trần cũng đều sừng sốt một trận, ngược lại vậy mà chạy rất nhanh, trước tiên giết hai tên này sau đó đuổi theo tên kia. Trần Việt nhàn nhạt nói. Lúc gã phất tay xuống, sát khí cũng nổi lên ngập trời ập thẳng vào hai người đỗ, hầu một tiếng nổ vang lên, Đỗ Lăng phỉ phun ra máu tươi, tuy vẫn gắng gượng chống đỡ nhưng cả người nàng loang lổ đầy máu, lại bị đám người vây chặt, trong lòng nàng vốn đã biết hẳn phải chết không còn nghi ngờ nhưng nhìn bóng lưng bạch tiểu thuần đã dần khuất xa nàng vẫn không nhịn được mà bật lên tiếng cười thảm nàng sớm biết việc bạch tiểu thuần nhát chết cho dù trong lòng không tránh được cảm giác phức tạp nhưng cảm giác đắng chát và tuyệt vọng lại càng thêm nhiều hơn nữa bạch sư đệ hy vọng ngươi có thể chạy thoát đỗ lăng phỉ đưa tay bấm niệm pháp quyết thanh phi kiếm dùng một tốc độ cử trọng nhược khinh gào thét bay tới đối kháng lần nữa cùng với đám người trước mặt Nàng lại phun ra máu tươi, cả người lúc này cũng đã lung lay đứng không vững, Hầu Vân Phi cũng cười thảm, nhưng ánh mắt y vẫn sáng ngời. Y gầm nhẹ lên một tiếng, cho dù linh khí trong người gần như đã khô kiệt nhưng y vẫn nhất định không buông xuôi. Thậm chí y còn cắn răng lại, cho dù là chết nhưng cũng quyết tranh thủ lôi kéo đối phương đồng Quy Vu tận, mặt khác như vậy cũng có thể tranh thủ cho Bạch Tiểu Thuần thêm nhiều thời gian hơn một chút dịch nguyên hiên nhóm dịch htps tác mặt bạch tiểu thần tái nhợt trong lòng run rẩy toàn thân hắn tràn ngập cảm giác nguy hiểm đã khiến hắn tâm thần bất định hiện giờ lại thêm cảm giác sinh tử lúc nào cũng có thể xảy ra khiến hắn càng lo sợ trước đây hắn chưa từng sợ hãi như vậy dù là lúc nghe tiếng sấm trên đỉnh núi khi đi kiếm tiên nhân hay lúc bị lý thanh hầu ép mang tới vạn xà cốc trên đường tới đây thực thi nhiệm vụ, hắn gặp rất nhiều các loại sinh vật cường hãn cũng không làm hắn run rẩy đến thế. Những lúc ấy, tuy trong lòng có hồi hộp lo lắng nhưng hắn biết chắc mình sẽ không chết. Hiện giờ, hắn có cảm giác, hắn sẽ chết thật sự. Trong lúc trốn chạy, hắn mới để ý thấy quanh mình không có một ai. Bạch tiểu thuần sừng sốt quay đầu lại ở phía xa ngoài trăm trượng, hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi đang bị bảy người của gia tộc Lạc Trần vây công, hắn thấy Đỗ Lăng Phỉ bụng miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ hắn, là ai chứng kiến lúc này đều có thể thấy hai người ấy sẽ không trụ lại được bao lâu nữa, lúc nào cũng có thể bị chém giết, khí tuyệt bỏ mình, thân thể bạch tiểu thuần vội dừng lại hắn nhìn những gì đang xảy ra thân thể đã run lại càng rung động trong hai mắt tràn đầy tơ máu hắn tự thấy từ sâu trong linh hồn trong thân thể đang có những tiếng nói gào thét muốn dùng toàn lực mà bỏ chạy hắn tin rằng, với tốc độ của mình, lại có hai người kia ngăn cản tộc nhân của lạc trần gia tộc thì khả năng hắn chạy thoát là rất lớn, nếu có thể chạy thoát rồi, vừa giữ được mạng để tu hành, truy cầu đạt tới lý tưởng của hắn là trường sinh bất tử, lại vừa được tông môn ban thưởng chỉ là, nếu cư như thế mà rời đi, hình ảnh hai người đỗ, hầu sẽ khiến hắn day dứt cả đời. Trong tâm hắn như đang phân tách thành hai người, hai ý thức riêng biệt. Một người kéo gào hắn chạy trốn để giữ mạng, người còn lại trách hắn nếu bỏ mặc đồng môn thì cả đời sẽ không được yên thân, hắn hô hấp dồn dập, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gân xanh trên trán hắn nổi phồng, thân thể run lên. Lúc này, hắn không suy nghĩ quá nhiều, cũng không màng tới hậu quả, hắn chỉ nắm chặt nắm đấm. Bạch Tiểu Thuần biết rõ một điều, Bạch Tiểu Thuần ta dù sợ chết nhưng không thể cứ thế bỏ đi được, đột nhiên, hắn vỗ mạnh vào ngực, tơ máu trong hai mắt càng nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào như lôi đình, sấm chớp, sau đó cả người xông thẳng về phía hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi, tốc độ của hắn rất nhanh, lúc di chuyển tạo nên tiếng gió gào thét truyền khắp bốn phương. Thân thể Hầu Vân Phi run rẩy, Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt không rõ là đang kinh ngạc hay vui mừng. Hắn nở nụ cười, ánh mắt trở nên quyết đoán. Không chú tâm phòng hộ mà thi triển toàn lực tấn công đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc cùng lúc ấy, Đỗ Lăng Phỉ bị một kiếm thiếu chút nữa xuyên thấu thân thể, máu tươi tràn ra đầy miệng cũng nghe thấy tiếng gào hai mắt nàng đỏ thẫm không khác gì bạch tiểu thuần đang từ xa lao tới ca người nàng như bị lôi đình oanh kích nàng giật mình nước mắt không kìm được chảy xuôi xuống hai má trong lòng nàng vừa có cảm giác kích động lại có cả cảm động không tin nổi nàng biết bạch tiểu thuần là người sợ chết bây giờ thấy đối phương đang lao tới hai mắt đỏ ngầu thân thể run rẩy nàng không biết đối phương phải cần tới bao nhiêu dũng khí mới có thể lựa chọn ở lại mới không chạy trốn một mình đi mau lên tên ngốc kia ngươi đừng tới đây chịu chết đỗ lăng phỉ vừa lau nước mắt vừa la lớn với bạch tiểu thuần do vậy không để ý một tên đệ tử ngưng khí tầng thứ sáu của lạc trần gia tộc đang tung một trường vào lưng mình dầm một tiếng vang lên đỗ lăng phỉ phun ra máu tươi mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ thân thể nàng bị hất tung lên cách đó không xa một thanh phi kiếm được một tộc nhân lạc trần gia tộc khác điều khiển đang gào thét đâm về phía đầu nàng thấy vậy bạch tiểu thuần càng hét lớn tốc độ thân thể vốn đã đạt tới cực hạn lại bất ngờ tăng lên Quỳnh, một tiếng, toàn thân hắn xuyên phá bầu trời tạo thành một đạo trường hồng, hào quang màu hồng, xuất hiện phía trước đỗ lăng phỉ, ôm lấy nàng, đồng thời tay còn lại tạo thành nắm quyền đánh tới thanh phi kiếm đang lao đến, ẩm, thanh phi kiếm run rẩy sau đó bị lực lượng đầu quyền của bạch tiểu thuần đánh văng lên cao, điều này làm đám tộc nhân của lạc trần gia tộc chấn động hai mắt Trần Việt lóe lên, lộ ra một tia giật mình nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sát ý, tốt. Lại thêm một gia hỏa thâm tàng bất lộ. Ta nên chú ý tới ngươi sớm hơn mới phải. Không cần để ý tới hai người kia nữa, các ngươi mau giết tên này đi dứt lời sát ý liền tràn ngập trong mắt đám tộc nhân còn lại cả đám nhanh chóng lao về phía bạch tiểu thuần đỗ lăng phỉ ngây người chưa kịp phản ứng gì thì bạch tiểu thuần đã để nàng sang một bên thân thể hắn nhoáng lên sau đó lao về phía đối phương hai mắt bạch tiểu thuần đã đỏ như máu lúc này hắn không còn nghĩ tới tử vong trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải cứu được hai người đỗ hầu muốn làm vậy, chỉ có cách giết chết tất cả mấy người trước mắt, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần một tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng thứ sáu. Người này vội bấm niệm pháp quyết, xuất ra một cái tiểu trùy tỏa hào quang đập. Về phía bạch tiểu thuần, cút. Bạch tiểu thuần giống lớn, tay phải mạnh mẽ nâng lên, bàn tay đập mạnh vào cái chùy nhỏ khiến nó run rẩy lúc va chạm hào quang trên thân chùy tắt ngúm sau đó bị đánh văng ra tên tộc nhân thấy vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thần sắc hoảng sợ hắn đang muốn lui về sau thì tay phải đối phương đã bấm pháp quyết, sau đó hắn thấy thanh mộc kiếm xuất hiện, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đâm về phía mi tâm mình, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh mộc kiếm xuyên thấu qua mi tâm tên tộc nhân này, sau đó mang theo máu tươi ngoặt một đường trên không rồi lao thẳng tới một tên khác, cùng lúc ấy, thân ảnh của tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng thứ bảy lóe sáng hắn bấm pháp quyết bốn phía xuất hiện sương mù bao trùm thân thể hắn rồi bay nhanh tới gần bạch tiểu thuần hắn muốn đánh lén đối phương, nhưng thân thể bạch tiểu thuần đang run rẩy, chợt tay trái hắn duỗi ra, ngón trỏ và ngón đều lóe lên hắc mang ánh sáng màu đen, xuyên thấu qua màn xương mù phòng hộ tiến vào trong, toái hậu tỏa, rắc một tiếng, tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ bảy này mở toa mắt, lúc xương mù tan đi, hắn thấy một cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình thanh âm vang lên cổ hắn đã bị đứt lìa sự việc diễn tiến quá nhanh từ lúc bạch tiểu thuần vọt tới cho tới lúc kết thúc chỉ kéo dài vài hô hấp trong thời gian ấy đã có hai tên tộc nhân lạc trần gia tộc bị hắn giết chết đỗ lăng phỉ và hầu vân phi thấy vậy đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt trợn ngược thần sắc rung động trước nay chưa từng có đỗ lăng phỉ đã hoàn toàn ngây dại Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt nàng hoàn toàn khác so với lúc trước. Hô hấp nàng trở nên dồn dập. Nàng không thể tên người trước mắt mình đây chính là sư đệ vốn luôn sợ chết và nhút nhát, lúc ấy, mấy tên tộc nhân khác cũng đã đồng loạt đánh tới. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng kinh hãi, không trần trừ xuất ra đòn tấn công mạnh nhất của mình giữa không trung có một thanh phi kiếm không ngàn gào thét một viên châu và một tiểu đỉnh đồng loạt tấn công về phía bạch tiểu thuần ba người không nói không rằng cùng nhau liên thủ tấn công trong ba người này có hai người đạt tới ngưng khí tầng thứ sáu một người đã tới tầng thứ bảy người nào cũng ra tay tàn nhẫn không tiếc bất cứ giá nào để đuổi giết đối phương hai mắt bạch tiểu thuần lộ ra những tia máu khi ba người này lại gần lúc đối phương đã tiến sát cả người bạch tiểu thuần co lại giống một quả bóng tròn sau lưng chụp lên cái nồi đen lớn mà lúc đi đường đỗ lăng phỉ vẫn thấy buồn cười cái nồi che phủ toàn thân hắn ở bên trong một tiếng nổ long trời vang lên pháp khí là cái tiểu đỉnh của tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ bảy đập mạnh lên cái nồi khiến nó run rẩy xuất hiện rất nhiều khe nứt nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy ngay sau đó, Viên Châu cũng tới gần, va và mạnh vào mặt ngoài cái nồi. Cái nồi không chịu nổi, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ màu đen. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lựa thế sông ra, lao thẳng về tên tộc nhân có tu vi tầng thứ bảy kia, tên tộc nhân này biến sắc, muốn lui về sau nhưng đã muộn. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh toàn thân hắn hóa thành một màn sáng, kéo theo những tiếng nổ vang đâm thẳng vào người tên tộc nhân này, trên người tên này có trí bảo phòng ngự, cũng không thể ngăn cản được. Tiếng xương vỡ vang lên liên tiếp. Bạch tiểu thuần túm lấy người đối phương, sau đó dùng đầu mình tiếp tục đập mạnh, dầm. Dầm, dầm, không. Tên tộc nhân này phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng không làm sao thoát ra được, hai tên tu sĩ ngưng khí tầng thứ sáu bị một màn này hù dọa, run rẩy tới tận đáy lòng. Một người vừa run vừa cố gắng điều khiển phi kiếm đâm về phía bạch tiểu thuần, bạch tiểu thuần không để thanh phi kiếm đó vào mắt, tiếp tục tấn công đối phương trong tay mình, lúc thanh phi kiếm tới gần rồi đâm vào người hắn, kết quả xảy ra khiến mọi người có mặt kinh hãi. Thanh phi kiếm không gây ra chút tổn hại nào tới làn da bạch tiểu thuần, sau khi ca chạm liền bắn ngược về sau. Cùng lúc ấy, bạch tiểu thuần hét lớn, dồn hết sức đập lên người tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ bảy trong tay mình. Tên này gào thét thảm thiết, sau đó tắt lịm, khí tuyệt bỏ mình, hai tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ sáu tới gần bạch tiểu thuần thì thấy đối phương tóc tai rối bù, hai mắt đỏ như hung thú, khiến ra đầu chúng run lên. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, cả hai người không tự chủ được, vội lui lại phía sau, ở cách đó không xa, Trần Việt chấn động, trong óc nổ vang, vẻ mặt không thể tin được. Dịch Hàn Thiên Long nhóm dịch, HTP nhìn thấy hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 muốn chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Tiểu mộc kiếm rít lên, lập tức xẹt qua trên cổ của một tên tộc nhân ngưng khí tầng 6, cho đến lúc chết, trong mắt tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 này vẫn còn mang theo hoảng sợ cùng với sợ hãi trước nay chưa từng có, bọn hắn vốn phải là người đuổi giết, nhưng lúc này lại ngược lại đã trở thành kẻ bị săn giết chỉ trong thời gian ngắn ngủn bạch tiểu thuần đã giết chết bốn người tên tộc nhân ngưng khí tầng sáu cuối cùng trong đám vừa mới liên thủ vây công bạch tiểu thuần giờ phút này sắc mặt tái nhợt liều mạng rút lui trái tim thì đang nhảy lên bang bang thân thể đều đang run rẩy Gã không cách nào tưởng tượng được, cái tên đệ tử Linh Khê Tông nhỏ gầy, trắng tinh ở trước mắt này, rõ ràng, lại khủng bố như thế, ánh mắt bạch tiểu thuần lộ ra hung mang, đang muốn truy kích. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ, cùng lúc đó, âm thanh gấp gáp của đỗ lăng phỉ cũng ngay tức khắc truyền đến, coi chừng, thân hình bạch tiểu thuần bỗng nhiên lùi về phía sau khi hắn vừa lùi lại trong nháy mắt thì một cái đầu lâu màu tím lớn khoảng một trượng tốc độ cực nhanh ngay lập tức đã xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng bỗng nhiên tự bạo oanh một tiếng lực tự bạo nhấc lên trùng kích khiến cho thân hình bạch tiểu thuần chấn động Bất tử thiết bị của hắn, lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình liên tục lui về phía sau, ra tay, chính là gã Trần Việt Ngưng khí tầng 8, sắc mặt của gã khó coi, mang theo ngưng trọng. Sau khi cứu tổng nhân của mình, thân hình gã nhoáng lên một cái lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6, lúc này cũng cắn răng một cái theo sau, ba người thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, Hầu Vân Phi dẫy dụa muốn đi trợ giúp, nhưng y vốn đã suy yếu, lúc trước giao chiến đã dùng hết một tia linh khí cuối cùng, giờ phút này khóe miệng tràn ra máu tươi, không cách nào xuất chiến, Đỗ Lăng Phỉ cũng trọng thương ở trên người, giờ phút này đang lo lắng nhìn Bạch Tiểu Thuần tất cả địch ý tất cả thành kiến ở trong lòng về bạch tiểu thuần lúc trước đã sớm biến mất vô tung vô ảnh sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt một lần nữa lại tràn ra máu tươi thân thể lảo đảo sắp ngã tốc độ cũng đã chậm lại ba người trần việt nhìn thấy thế lại càng đuổi theo đến gần nhưng nháy mắt khi ba người vừa đến gần trong mắt bạch tiểu thuần lóe lên hung mang lúc trước hắn bị thuật pháp của trần việt oanh kích dù bất tử thiết bị không có cách nào ngăn cản được toàn bộ nhưng cũng làm tiêu tán đi hơn phân nửa nhìn thì như suy yếu thậm chí máu tươi ở trên khóe miệng tất cả đều là do hắn tận lực làm giả giờ phút này tốc độ của hắn thoáng một cái bạo tăng không phải là rút lui mà dùng lại tốc độ tăng vọt ở trong nháy mắt này trực tiếp lao vào đám người trần việt Mục tiêu của hắn chính là hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 kia, Trần Việt biến sắc, đang định ngăn cản thì bỗng nhiên có tiếng rít vòng qua vòng lại. Mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã bay tới gần chỗ của gã. Trần Việt bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức ở trước người xuất hiện một cái đầu lâu, nổ tung nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn trở Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt gã lộ ra tàn khốc, tay áo hất lên. Lập tức một cái đèn lồng xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái hỏa cầu, vù một tiếng lao tới bạch tiểu thuần, cùng lúc đó, hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 hoảng sợ kinh hô, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng thân ảnh của bạch tiểu thuần tựa như tia chớp, toàn diện bộc phát, bay nhanh đuổi theo một người lúc tay phải nâng lên thì ở ngón trỏ và ngón cái có hắc mang óng ánh hướng tới trước mặt một tên tộc nhân trần gia hung hăng bóp một cái toái hậu tỏa răng rắc một tiếng tên tộc nhân trần gia kêu lên thảm thiết cái cổ đã bị bạch tiểu thuần mạnh mẽ vặn đứt hỏa cầu sau lưng bạch tiểu thuần cũng đã tới gần nhiệt độ cao khuếch tán hắn không kịp né tránh, oanh một tiếng, hỏa cầu đã trực tiếp rơi vào thân hình của hắn, lúc bộc phát, có cả một biển lửa bao phủ toàn thân bạch tiểu thuần. Cảnh tượng này khiến cho Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hầu Vân Phi đều phải kinh hô, bạch tiểu thuần, vẻ mặt của gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đứng ở cách đó không xa lộ ra kinh hỷ. Gã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngọn lửa thôn phệ thì lập tức cười to, nhưng vào lúc này, ở trong biển lửa có một thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ một chớp mắt đã đến ngay trước mặt gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đang cười to khi người này mở to mắt đang muốn lùi lại thì đã bị bạch tiểu thuần đá cho một cước làm cho đầu lún vào trong thân thể ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra được trực tiếp diệt vong làm xong toàn bộ những điều này bạch tiểu thuần thở hồng hộc trong mắt của hắn lại càng thêm nhiều tơ máu làn da toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ bị bỏng khóe miệng tràn ra máu tươi Lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một tên tộc nhân cuối cùng của Trần gia ở nơi đây. Trần Việt, Trần Việt bị nhìn chằm chằm vào thì thấy hơi sợ. Gã có tu vi ngưng khí tầng 8, ở trong cả gia tộc cũng được coi như là một thiên kiêu, mặc dù không bằng thiếu tộc trưởng, nhưng ở trong tộc cũng được lão tổ thưởng thức. Ngày bình thường gã lại ở trong Lạc Tinh Sơn mạch chém giết hung thú. Trải qua mấy lần sinh tử tôi luyện, chiến lực của bản thân cũng không tầm thường, đối với đệ tử của Linh Khê tông, gã không xem vào mắt, cho dù thân phận hay là địa vị của đối phương cao hơn mình, nhưng dạo gần đây gã cho rằng những tu sĩ ở trong tông môn kia đều là những đóa hoa bị nuôi nhốt, mặc dù có thần thông bất phàm, nhưng lúc sinh tử chém giết thì tuyệt đối không bằng bản thân, nhưng trước mắt gã từ chỗ Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được sự sợ hãi nhất là ánh mắt của bạch tiểu thuần vào lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn so với những hung thú mà gã đã gặp phải ở trong lạc tinh sơn mạch trong ánh mắt kia ẩn chứa hung tàn giống như muốn đem gã nuốt sống khiến cho đáy lòng trần việt bay lên hàn ý nhất là khi nghĩ đến đối phương chỉ trong thời gian rất ngắn đã giết chết sáu người loại thủ đoạn này khiến cho tâm thần của gã bị dung chuyển mãnh liệt mà điều càng làm cho gã cảm thấy không cách nào tin, đó là gã dĩ nhiên là nhìn ra, tu vi của đối phương, rõ ràng chỉ là ngưng khí tầng 6 đại viên mãn, khí lực của hắn qua lớn, tốc độ lại cực nhanh người này đã tu luyện một loại thuật pháp luyện thể nào đó hơn nữa đã tu luyện tới một trình độ nhất định rồi cho nên mới có thể một kích tất sát đặc biệt là phòng hộ của hắn thật đáng sợ mặc dù hắn không có thuật pháp gì nhưng hắn điều khiển phi kiếm tuyệt đối không tầm thường chẳng những tốc độ vượt quá tưởng tượng mà lực lượng mỗi một kiếm đều rất kinh người ngay cả thanh mộc kiếm kia cũng không phải chuyện đùa, phẩm giai cực cao, cho nên mới có thể thuấn sát ngưng khí tầng 6, loại nhận vật này, nhất định là thiên kiêu nổi danh của Linh Khê Tông, nhưng vì sao trước nay ta chưa từng nghe thấy tên của hắn, Bạch Tiểu Thuần. Trần Việt kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên chiến ý càng cường liệt tay phải của gã vung lên lập tức ở trước người xuất hiện ba cái đầu lâu được làm từ ngọc thạch to bằng nắm tay thần sắc của gã ngưng trọng nhìn qua bạch tiểu thuần lúc trước là ta xem thường ngươi bây giờ thì hết rồi liền xem thuật pháp của linh khê tông ngươi lợi hại hay là trần gia lệ quỷ sát đạo ta sắc bén lời vừa nói ra trần việt bấm niệm pháp quyết lập tức ba cái đầu lâu ở xung quanh hắn giống như là sống lại phát ra tiếng gầm nhẹ liên tục tăng lên kích cỡ cho đến khi đạt tới một trượng thì lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần hô hấp của bạch tiểu thuần dồn dập giờ phút này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ suy nghĩ gì đã sớm quên đi tử vong mà chỉ còn xúc động muốn tiêu diệt đối phương nhìn thấy những đầu lâu kia tiến đến tay phải của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước tiểu mộc kiếm bay ra đồng thời còn có thêm hai thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện hắn điều khiển cả ba thanh phi kiếm hóa thành lượng lớn ánh kiếm cùng với thân thể trực tiếp xông ra lại càng có một tấm chắn nhỏ vờn quanh bốn phía quanh thân thể tràn ra bảo quang trong chốc lát phi kiếm của bạch tiểu thuần đã cùng với những cái đầu lâu kia đụng chạm cùng một chỗ những âm thanh ầm ầm vang lên quanh quần, hắn cùng với Trần Việt tốc độ cực nhanh, kịch chiến, Trần Việt có tu vi ngưng khí tầng 8, hơn xa Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở trên khí lực và phòng hộ thì lại không bằng. Hai người giao chiến nhấc lên tiếng nổ mạnh, ở trong thời gian ngắn lại sàn sàn nhau, cảnh tượng này khiến cho đáy lòng Đỗ Lăng Phỉ dậy sóng nàng nắm chặt nắm đấm móng tay đâm cả vào trong da thịt mà cũng không cảm thấy đau cái bóng dáng đáng giận của bạch tiểu thuần ở trong tiểu bỉ đã không còn mà chiếm lấy là bạch tiểu thuần toàn thân lúc này giống như thiết huyết đang giao chiến cùng với lạc trần gia tộc trần việt ta lúc trước đã trách lầm hắn đây mới thực sự là bạch tiểu thuần đích thật là hắn sợ chết nhưng hắn lại có thể quay đầu lại cùng với người liều mạng chém giết Dũng khí mà hắn cần lớn hơn người bình thường vô số lần. Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt chậm rãi nhiều thêm ra thần thái, dù hắn sợ hãi tử vong, nhưng có thể ở trong lòng lại có sự kiên định của hắn, có đạo nghĩa của hắn, sẽ không bởi vì sợ hãi tử vong mà bỏ rơi bè bạn, không bao lâu, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ba thanh phi kiếm của bạch tiểu thuần lúc này đã toái diệt mất hai thanh chỉ còn lại duy nhất mộc kiếm mà ba cái đầu lâu kia giờ phút này cũng vô cùng ảm đạm linh ý bị thương bay trở về bên người trần việt cùng lúc đó bạch tiểu thuần thừa cơ đánh tới trần việt phun ra máu tươi không kịp tránh né đã bị toái hậu tỏa của bạch tiểu thuần bóp trên cánh tay răng rác một tiếng xương cốt ở trên cánh tay trái của gã trực tiếp đứt gãy nhưng mặc dù như thế trong miệng gã lại bay ra một thanh tiểu kiếm trực tiếp đâm vào bả vai của bạch tiểu thuần sâu tới một tấc bạch tiểu thuần hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong nếu đổi là lúc khác thì trần việt đã sớm bỏ chiến rồi nhưng hôm nay có liên quan đến đại sự của toàn gia tộc gã nhất định phải giết bạch tiểu thuần giờ phút này hắn phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt đã bị ba cái đầu lâu kia tham lam thôn phệ lệ quỷ tranh sát trần việt gầm nhẹ triển khai bí pháp trong hốc mắt của ba cái đầu lâu ở trước mặt gã đột nhiên lộ ra u mang lại lao thẳng tới trần việt điên cuồng cắn xé trong chớp mắt đã cắn nuốt không ít huyết nhụng trên cơ thể của Trần Việt, rồi chui vào trong thân thể gã. Cảnh tượng quỷ dị này, khiến cho Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi nhìn mà phải hít vào một hơi. Cùng lúc đó, Trần Việt phát ra một tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy biểu lộ dữ tợn, ở bên ngoài thân thể xuất hiện lượng lớn khí đen, hóa thành một con lệ quỷ cao hơn một trượng, chết giọng nói của gã lành lạnh nâng tay hướng về phía bạch tiểu thuần nhấn mạnh một cái là ngươi chết bạch tiểu thuần gầm nhẹ hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào giữa không trung lập tức linh khí ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra như ngựa hoang thoát cương phát họa ra hình dạng của một chiếc đỉnh cực lớn ở giữa không trung chính là tử khí hóa đỉnh dịch hàn thiên long nhóm dịch htp tử khí hóa đỉnh Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ đồng loạt thốt lên kinh ngạc, thần sắc cả hai đầy vẻ rung động mãnh liệt, đặc biệt là Đỗ Lăng Phỉ, bản thân nàng nắm được cử trọng nhược khinh nên có thể biết rõ cảnh giới tử khí hóa đỉnh này khó đến mức độ như thế nào. Cho dù là cả bờ nam, kể cả tính luôn tử đỉnh sơn thì chắc chắn cũng không có bao nhiêu người nắm giữ được thần thông này, một tiếng nổ vang, đại đỉnh va chạm thẳng vào lệ quỷ, cả mặt đất đều trở nên chấn động. Lệ quỷ kêu gào đầy thảm thiết rồi cả thân thể nhanh chóng sụp đổ xuống, hóa thành một đám hắc khí tản ra xung quanh, để lộ ra thân ảnh Trần Việt đang hấp hối, Trần Việt phun ra máu tươi, cả người rơi rầm xuống mặt đất. Gã nhìn đại đỉnh đang dần tiêu tán trên không trung, sắc mặt đầy đắng chát thì thào nhỏ tử khí, hóa đỉnh. Nói xong gã gắng gượng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một cái rồi cứng đờ người, tuyệt khí bỏ mình. Lúc nãy gã thi triển ra bí pháp vốn đã gây ra thương tổn cho bản thân, rồi còn bị Tử Khí Hóa Đỉnh phá đi thần thông, đến cả lệ quỷ do bản thân nuôi dưỡng ra cũng bị toái diệt nên gã sao có thể sống sót được, cho đến khi chết, gã vẫn trợn trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Việt tử vong, cả người cũng chợt thả lỏng xuống, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, đầu óc choáng váng như một trái bóng da đã bị xì hơi hắn đứng đó run rẩy cả người loạn choạng như sắp ngã xuống sắc mặt cũng trở nên ảm đạm mãi cho đến lúc này hắn còn chưa dám tin bản thân vậy mà có thể giết chết một lúc hết cả đám người nhớ lại mọi chuyện vừa mới xảy ra bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, ngọt rồi trào ra máu tươi thêm lần nữa ta đổ máu ta thiếu chút nữa thì đã bị giết chết bạch tiểu thuần cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đau đớn hơn nữa vết thương tại bả vai còn mang đến cho hắn cảm giác đau đớn không cách nào có thể gắng gượng được rất nhiều chỗ trên da hắn cũng bị đốt cháy cái loại đau đớn âm ỉ này khiến bạch tiểu thuần nhớ lại từng chàng chiến đấu khi trước nghĩ đến lại run rẩy cả người ta sao ta lại quay trở lại chứ vừa rồi chỉ cần không cẩn thận một chút nói không chừng mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại gần non nửa đời bạch tiểu thuần ta đều ổn thỏa thế nào mà lúc nãy lại xúc động như vậy chứ bạch tiểu thuần nghĩ lại lúc nãy mà thấy sợ hãi cảm thấy đầy hối hận bỗng nhiên lúc này lại có một cảm giác đàn hồi kinh người, rồi một thân thể lồi lõm hoàn mỹ, mang theo cả mùi thơm xử nữ mềm mại nhào vào trong ngực hắn, chính lại là đỗ lăng phỉ, bạch. Tiểu thuần sững sờ, nhưng ngay sau đó biểu lộ đầy trang nghiêm, một phen ôm lấy đỗ lăng phỉ, nhẹ giọng nói, đỗ sư tỷ đừng sợ, có bạch tiểu thuần ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương ngươi được đâu nói xong bàn tay của hắn bất chi bất giác cũng đặt ngay xuống cái chỗ đang cong lên kia cám ơn ngươi cám ơn ngươi đỗ lăng phỉ kích động đen rơi nước mắt còn chưa kịp phản ứng gì thì bất giác mới nhận ra bản thân lại đang dựa vào trong ngực bạch tiểu thuần cũng nhận ra được một bàn tay còn đang sờ soạng phía sau mình Mặt nàng bất giác nóng bừng lên, nhanh chóng bước lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía bạch tiểu thuần đầy giận dữ, bạch tiểu thuần vội ho lên một tiếng, trong lòng vẫn còn đầy dư vị, thầm nghĩ quả nhiên đỗ lăng phỉ không hổ danh là một trong năm đại mỹ nhân bờ nam này, nội dáng người này cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi a. À, lúc này sắc mặt hầu vân phi cũng đầy cổ quái, y vội ho một tiếng rồi cười cười nhìn bạch tiểu thuần, bạch sư đệ, mấy chuyện này đợi sau này này có thêm thời gian thì hãy tính tiếp vậy. Bên phía gia tộc lạc trần nhất định còn có thể xuất động thêm một đám người nữa truy sát chúng ta. Không chừng lúc này chính là người mạnh nhất, chỉ đứng sau lão tổ trúc cơ kia tới đây a. À, chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy trốn thật nhanh. Bạch tiểu thuần nghe xong lập tức run lên. Mấy người vừa rồi là hắn phải liều hết thảy mới giành được thắng lợi vừa nghĩ tới chuyện đối phương còn có thể xuất động thêm nhiều cường giả giống như trần việt vừa rồi hắn chợt run rẩy sắc mặt đầy ảm đạm mà nhìn giáo giác khắp xung quanh rồi nhanh chóng rụt cổ gật gật đầu liên hồi đúng 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 đi nhanh chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn vừa nói xong hắn nhanh chân chạy đi trước Bộ dạng sợ chết này hoàn toàn trái ngược với cái bộ dạng thiết huyết vừa rồi, nhưng Đỗ Lăng Phỉ cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa, mà còn thấy có chút đáng yêu. Lúc này cũng vội vàng chạy theo, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại nghĩ tới một màn chiến đấu điên cuồng của đối phương vì cứu mình vừa rồi, trong mắt nàng càng thêm nhu hòa, Hầu Vân Phi lắc đầu, tiến tới lấy toàn bộ túi chữ vật trên người đám tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, đuổi theo đưa cho Bạch Tiểu Thuần, Bạch sư đệ, chiến lợi phẩm của ngươi này, Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp nhìn kỹ mà gom hết vào trong ngực áo lúc này hắn cũng không thể kếm chế được bản thân đang run rẩy chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn đó chính là phải chạy chối chết tại lạc tinh sơn mạch bên trong cung điện dưới mặt đất ngay khi bạch tiểu thuần đánh chết tên tộc nhân đầu tiên của gia tộc lạc trần thì trong số những tiết điểm của trận pháp xung quanh huyết hồ bỗng nhiên có một tiết điểm nổ ầm một tiếng rồi trực tiếp vỡ nát ra huyết dịch bên trong tiết điểm cũng khô héo đi, một màn này khiến cho đám tộc nhân đồng loạt sững sờ, chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì sau đó đến lượt cái tiết điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong tiếng nổ vang liên tiếp, toàn bộ các tiết điểm kia cũng lần lượt vỡ nát ra, chuyện xảy ra khiến cho toàn bộ tộc nhân Lạc Trần đều giật mình biến sắc, thậm chí lão tổ gia tộc Lạc Trần đang bên trong huyết hồ cũng chậm rãi mở mắt ra, Trần Việt, vậy mà cũng có thể bị chém giết, chết hết rồi, bảy người ra ngoài, vậy mà đều bị chết hết, sao có thể như vậy được chứ, bảy người bọn hắn chỉ truy sát hai tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Chẳng lẽ Linh Khê Tông đã biết chuyện của chúng ta mà phái tu sĩ trúc cơ tới đây? Cả đám tộc nhân lạc trần bốn phía nhất thời không còn kìm chế được nữa mà chợt xôn sao hẳn lên, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt ồn ào ngay khi bọn hắn còn đang kinh hô lên thì một giọng nói già nua mà lạnh như băng từ lão giả bên trong huyết hồ truyền tới thanh âm như tiếng thiên lôi ầm ầm vang lên trong tâm thần của tất cả mọi người khiến cho cơ thể mọi người run lên nguyên một đám mới bắt đầu yên lặng lại tâm thần bất ổn nhìn về phía lão tổ gia tộc mình nghịch thiên cải mệnh khu trừ ấn ký trong huyết mạch vốn chính là cơ hội ngàn năm có một của tộc ta một khi đã quyết định thì không được phép suy nghĩ lung tung nếu như có tu sĩ trúc cơ bước vào trong trận pháp của lão phu thì ta sẽ phát giác ra đầu tiên bây giờ còn không có tu sĩ trúc cơ đến cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài được các ngươi nhắn cái gì lão già chậm rãi nói sắc mặt lão cũng đầy khó coi nếu không phải bản thân lão bắt buộc chủ trì trận pháp trọng yếu này không cách gì đi ra ngoài được thì lão đã nhanh chóng đi ra diệt sát đám bạch tiểu thuần từ lâu rồi một khi lão ra ngoài rời khỏi cái nghịch huyết trận pháp nhằm đưa ra tộc thoát khỏi sự khống chế của linh khê tông thì chắc chắn sẽ phải thất bại trong gang tấc thậm chí còn phải chịu cắn trả ngược trở lại, lão có thể gắng gượng sống sót, nhưng tất cả tộc nhân nhất định trong nháy mắt đó sẽ bị nghịch chuyển huyết dịch đến chết, không nhất định là tu sĩ trúc cơ mới giết ngược được toàn bộ đám người Trần Việt, có thể trong hai tên đệ tử ngoại môn kia có kẻ đã che giấu tu vi, cũng có thể có trọng bảo trên người, cho dù có che giấu tu vi thì tối đa cũng chỉ là ngưng khí tầng 8 mà thôi, còn nếu như có trọng bảo đến mức đó, uy lực của trọng bảo càng lớn, hạn chế khi tu sĩ ngưng khí thi triển ngày càng nhiều, hằng. Ánh mắt lão giả chợt lóe sáng, đưa tay phải vỗ lên một chỗ của huyết hồ cạnh mình. Huyết hồ lập tức trở nên cuộn trào, rồi một thanh niên mặc huyết bào cũng chậm rãi bay lên từ trong hồ này, bộ dáng vị này vô cùng tuấn mỹ, gương mặt đầy góc cạnh lúc này gã đột nhiên mở hai mắt một màu huyết quang nhàn nhạn tản ra khí thế của gã cũng trong chớp mắt này tăng vọt lên xung quanh người gã, lúc này còn có thêm chín lệ quỷ huyết sắc mờ ảo đang hướng về bốn phía gầm rú đầy dữ tợn, ngay khi nhìn thấy gã thanh niên này xuất hiện, đám tộc nhân bốn phía đều phấn chấn hẳn lên, đồng thời đồng loạt cúi đầu bái kiến gã, hằng, ngươi thân là thiếu chủ gia tộc lạc trần ta, ngoại trừ lão phu thì ngươi cũng là người có tu vi mạnh nhất, đã là ngưng khí tầng 9, đủ để đảm nhiệm được chuyện lần này. Người mang theo 9 người cùng ra ngoài, truy sát toàn bộ ba tên đệ tử ngoại môn linh khê tông. Lão giả nhìn về gã thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành và thưởng thức hiếm có, cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, bọn hắn còn chưa chết, thì ta sẽ không trở về. Ánh mắt gã thanh niên lạnh buốt, nghe vậy bèn gật nhẹ đầu. Rồi cả người gã bật lên, chín hư ảnh huyết sắc xung quanh gã chợt biến thành huyết vụ bên dưới chân, nhìn gã như đang cưỡi mây lướt gió bay ra khỏi huyết hồ rồi lơ lửng giữa không trung. Sau khi gã chỉ tay chọn lấy chín tộc nhân trong gia tộc thì 10 người cũng nhanh chóng rời đi, rất nhanh, bên trong đình viện của gia tộc Lạc Trần, 10 thân ảnh gào thét lao ra gã thanh niên tên là trần hằng kia phất tay lên dưới chân mỗi người đều xuất hiện một đám huyết vụ nhanh chóng mang theo toàn bộ mọi người cùng phi hành tốc độ đám người cực nhanh vượt trội hẳn so với tốc độ chạy băng băng trên mặt đất trong nháy mắt đó, bọn hắn nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của huyết mạch gào thét hướng về phía đám người Trần Việt tử vong mà đi, 10 người này, ngoại trừ Trần Hằng có tu vi ngưng khí tầng 9, thì người yếu nhất cũng có tu vi ngưng khí tầng 7, trong đó còn có 5 người có tu vi ngang bằng với Trần Việt là ngưng khí tầng 8, đây chính là đội hình mạnh nhất mà gia tộc Lạc Trần có thể xuất động ra được, một nén nhang sau, 10 người Trần Hằng đã nhanh chóng gào thét chạy ra khỏi rừng của lạc tinh sơn mạch. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại nơi bảy người Trần Việt đã tử vong, nhìn những thi thể kia, ngoại trừ Trần Hằng, thì tất cả mọi người đều giật mình mà biến đổi sắc mặt, sắc mặt Trần Hằng đầy lạnh giá xem xét những thi thể trên mặt đất, khi nhìn thấy mấy thi thể tộc nhân bị bẻ gãy cổ, trong mắt gã lộ ra u quang nhàn nhạt tu. Sĩ luyện thể, rồi gã chợt nhoáng người lên, đến cạnh thi thể của Trần Việt sau mấy hơi thở cúi đầu xem xét gã bỗng nhiên có chút suy nghĩ sau đó đưa tay phải lên nhấn xuống mặt đất một cái rồi khép chặt hai mắt lại rất nhanh sau đó hai mắt gã cũng mở ra có ý tứ đúng là chấn động của tử khí hóa đỉnh còn sót lại đây là một tên tu sĩ tu đồng thời tu luyện pháp thể lực lượng thân thể cường hãn uy lực thuật pháp lại kinh người khó trách có thể chém giết được đám người trần việt tên này hẳn là một trong những thiên kiêu của linh khê tông đây là thượng quan thiên hữu hay là lữ thiên lỗi trong mắt trần hằng chợt hiện lên ánh hung tàn mà bên trong ánh sáng lóe lên đó là một cỗ chiến ý nồng đậm các ngươi nhanh chóng tản ra tìm kiếm khắp nơi nếu có phát hiện gì cần phải phát ra tín hiệu ngay lập tức trần hằng đứng dậy giọng nói đầy băng hàn một đám chín người kia nhanh chóng cúi đầu đồng ý đồng thời mỗi người cũng tách ra tìm kiếm toàn lực phạm vi trận pháp này rất lớn nếu không mất nửa tháng thì sẽ không cách nào ra khỏi nơi này được các ngươi trốn không thoát trần hằng hử lạnh cũng chọn cho mình một hướng rồi bay nhanh đi Dịch, Hàn Thiên Long nhóm dịch, HTP giờ phút này đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, ba người bạch tiểu thuần đang vội vã bay nhanh, thỉnh thoảng lại lấy ra ngọc giản thử truyền tin, nhưng Thủy Trung vẫn không có cách nào liên hệ được với tông môn, dù rất nóng vội, nhưng lại không có cách nào, cũng may đan dược có đủ, ở trong túi chữ vật của bay người lạc trần gia tộc bị bạch tiểu thuần giết chết cũng có một ít, mặc dù không bằng của Linh Khê Tông, nhưng vào lúc này thì vẫn còn tốt hơn hơn là không có, dưới sự trợ giúp của đan dược, Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hầu Vân Phi giữ vững tinh thần, đè xuống thương thế, cùng với Bạch Tiểu Thuần ở trong bóng đêm đi về phía trước, trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần run như cây sấy, bất luận gió thổi cỏ lay gì đều khiến hắn ra một đầu đầy mồ hôi lạnh, tinh thần luôn bị kéo căng, hai mắt lại càng nhiều tơ máu. Nhất là đau đớn ở trên thân thể, thỉnh thoảng lại khiến cho hắn nghe răng nhếch miệng, cái đau đớn này không phải là không thể nhịn được, so sánh với lúc hắn tu hành bất tử trường sinh công còn xa xa không bằng. Chỉ là đau đớn của bất tử trường sinh công là do tu hành, nhưng hôm nay trên người hắn có rất nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ, hắn lo lắng thương thế chuyển biến xấu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên không khỏi mặt ủ mày chau, nếu đổi là ngày thường thì nhất định là Đỗ Lăng Phỉ sẽ thấy khinh bỉ, cũng càng xem thường Bạch Tiểu Thuần, nhưng lúc này thái độ của nàng đã hoàn toàn nghịch chuyển, trong mắt lộ ra nhu hòa, liên tục ở bên cạnh an ủi Bạch Tiểu Thuần, không có chuyện gì đâu, Bạch sư đệ đừng sợ chút tổn thương ấy thoạt nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực ra không tổn thương tới tính mạng đâu ngươi đừng nhúc nhích ta bôi cho ngươi một ít thuốc mỡ nhìn bộ dạng nhe răng nhếch miệng của bạch tiểu thuần mặc dù đang ở trong nguy cơ nhưng đỗ lăng phỉ vẫn che miệng cười khẽ trong nụ cười mang theo một tia suy nghĩ không nói rõ nàng biết bạch tiểu thuần sợ chết nhưng càng biết rõ điều ấy thì nàng lại càng bị sự trở về lúc trước của bệnh tiểu thuần làm rung động tâm thần Nàng cảm thấy ở trên người Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt này có một loại dũng khí vượt xa người khác, loại dũng khí này đã ngưng tụ ra một cái thân ảnh đầy thiết huyết mà nàng khó có thể quên, dưới sự an ủi của Đỗ Lăng Phỉ, đáy lòng Bạch Tiểu Thuần không nhịn được đắc ý, thầm nghĩ mình dốc sức liều mạng một lần dường như cũng không tệ lắm, rõ ràng lại được Đỗ Lăng Phỉ tiểu mỹ nhân này chăm sóc ôn nhu như vậy, Hầu Vân Phi nhìn chuyện này, trong mắt cũng thấy vui vẻ ở trong cuồng trốn chạy này bọn hắn khó mà có được một tia ôn hòa nhất là cảm giác sống nương tựa lẫn nhau này càng làm cho mối quan hệ giữa ba người thêm phần gắn bó nếu chúng ta có thể trở về tông môn bạch sư đệ đỗ sư muội ân này cả đời không quên hầu vân phi ngưng trọng nói nếu có thể trở về tông môn trong mắt đỗ lăng phỉ lộ ra vẻ mong ước, nhưng rất nhanh lại than nhẹ một tiếng, nhìn bạch tiểu thuần một cái, đáy lòng đắng chát. Nàng hiểu rõ, lần này khả năng ba người mình có thể sống sót trở về là cực kỳ nhỏ bé, bạch tiểu thuần cũng trầm mặc, thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã trôi qua hai ngày. Ba người gần như không có nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào, toàn lực bay nhanh, trên đường cũng nhiều lần lấy ra ngọc giản thử truyền về tin tức, nhưng Thủy Trung vẫn thất bại, thương thế của Hầu Vân Phi đã nặng thêm, sắc mặt của Đỗ Lăng Phỉ cũng dần dần tái nhợt. Mỏi mệt cùng với thương thế, khiến cho tinh thần của hai người rệu dã, đáng tiếc là chúng ta không thể nào ẩn núp, phải nhanh truyền tin tức về cho Tông Môn dựa theo tính toán của ta thì cái nghi thức kia của lạc trần gia tộc cũng đã sắp hoàn thành một khi hoàn thành vị lão tổ trúc cơ kia sẽ đích thân xuất hiện dù chúng ta có trốn kỹ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ hầu vân phi than nhẹ hướng về phía bạch tiểu thuần và đỗ lăng phỉ nói ra đúng lúc này vẻ mặt bạch tiểu thuần bỗng nhiên biến đổi kéo đỗ lăng phỉ và hầu vân phi đến bên một khe núi đột nhiên ngồi xổm xuống sắc mặt hai người biến hóa lập tức im lặng cũng không lâu lắm bỗng nhiên ở trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét bay qua đạo trường hồng kia là một mảnh huyết vụ, ở trong đó là một gã tộc nhân lạc trần gia tộc ngưng khí tầng 8 đang cúi đầu dò xét mọi nơi. Bởi vì lúc vừa nãy Bạch Tiểu Thuần kịp thời né tránh, nên tên tộc nhân lạc trần gia tộc này cũng không dừng lại ở đây quá lâu, bay về phía xa xa, trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phanh phanh, nhìn thân ảnh của đối phương đi xa, trong mắt lại nhiều thêm tơ máu nhưng hắn biết là mình không thể ra tay trừ phi là có thể thuấn sát người này nếu không thì sợ rằng không được bao lâu sẽ càng có nhiều tộc nhân lạc trần gia tộc xuất hiện bọn hắn đuổi theo tới đáy lòng đỗ lăng phì than nhẹ nhìn bạch tiểu thuần do dự một chút nàng đang định nói cái gì đó thì đã bị bạch tiểu thuần kéo về phía trước bay nhanh dọc đường cả ba người càng thêm trầm mặc bốn phía trời đất dường như đều có áp lực khiến cho lòng người dân lên cảm giác bất an dường như bóng ma tử vong càng lúc càng lớn muốn đem cả ba người đè sập chúng ta vẫn còn hy vọng Hầu Vân Phi bỗng nhiên lên tiếng, lão tổ của Lạc Trần gia tộc kia chỉ là tu sĩ trúc cơ tuy cường đại vượt xa chúng ta, nhưng trận pháp của hắn không có khả. Năng là vô biên vô hạn. Lão tổ của Hầu gia ta cũng là tu sĩ trúc cơ, ta đã từng may mắn nhìn thấy lão nhân gia ông ta bố trí một cái trận pháp có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Điều này còn cần phải đi lạc ấn một số tiết điểm từ trước mới có thể, ý của Hầu Sư Huynh là dù lão tổ của lạc trần gia tộc này có chuẩn bị từ trước, thì cũng không vượt qua phạm vi vạn dặm quá nhiều. Trong mắt đỗ lăng phỉ lộ ra hào quang, lập tức nói ra, không sai, cho nên chúng ta cách lạc trần gia tộc càng xa, thì cơ hội sử dụng ngọc giản truyền tin để liên hệ với tông môn càng lớn. Chỉ cần đem tin tức truyền về được cho tông môn thì chúng ta sẽ được cứu." Hầu Vân Phi chắc chắn nói, phạm vi vạn dặm. Dựa theo tốc độ của chúng ta thì còn cần khoảng 6 ngày bạch tiểu thuần thì thào cắn răng tiếp tục đi về phía trước trên đường đi bọn hắn trốn trốn tránh tránh liên tục mấy lần bắt gặp bóng dáng tộc nhân lạc trần gia tộc mỗi một lần đều nhờ bạch tiểu thuần có nhạy cảm đặc thù với nguy cơ mà tránh đi được nhưng loại tập trung tinh thần cao độ này hơn nữa lại không ngừng nghỉ chạy vội khiến cho hai người đỗ lăng phỉ và hầu vân phi ngày càng mệt mỏi sắc mặt cũng từ từ tái nhợt mà thương thế của đỗ lăng phỉ và hầu vân phi cũng ngày càng trầm trọng tốc độ dần dần chậm chạp đến cuối cùng gần như là bạch tiểu thuần một người kéo lấy hai người bọn họ về phía trước lúc này bạch tiểu thuần càng thêm cẩn thận tính cách hắn ưa thích ổn thỏa tâm tư nhanh nhạy lại rất nhạy cảm với nguy hiểm nên dưới sự cảnh giác của hắn ba người liên tiếp sống qua ba ngày ba ngày này ba người trốn trốn tránh tránh bạch tiểu thuần đã mệt mỏi không chịu nổi thần sắc tiểu tụy lúc tiến vào một sơn cốc còn chưa chạy được vài bước tâm thần bạch tiểu thuần bỗng nhiên nhảy lên lập tức mang hai người đỗ hầu trốn sau một tảng đá lớn nhưng chỉ sau một thoáng có tiếng gào thét từ trên bầu trời nháy mắt truyền đến bạch tiểu thuần đột nhiên đẩy hai người thân thể cấp tốc lui về phía sau oanh một tiếng một đạo ánh trắng từ giữa không trung rơi xuống trực tiếp đánh lên tảng đá kia làm nó sụp đổ tứ tán Hầu Vân Phi phun ra máu tươi, khóe miệng đỗ lăng phỉ cũng có máu tươi tràn ra. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền đến, thì ra các ngươi trốn ở chỗ này, chỉ thấy một tên đệ tử ngưng khí tầng 7 đang đứng ở trên huyết vụ, tay trái cầm một tấm gương, lúc này tay phải đang vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đang định truyền tin, không thể để cho hắn truyền tin. Hầu Vân Phi gấp gáp đỗ lăng phỉ sắc mặt tái nhợt, đang định miễn cưỡng thi triển phi kiếm, đúng lúc. Này, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt đang lui về phía sau, thân thể run rẩy, trong mắt đỏ lên, hung hăng cắn răng một cái. Khi thân hình đang lui về phía sau thì bỗng nhiên đạp mạnh một cái, đùi phải của hắn run run, ngưng tụ toàn bộ khí huyết oanh một tiếng mặt đất phía sau hắn vỡ vụn thân hình hắn đột nhiên bật khỏi mặt đất cả người bay vọt lên tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo trường hồng ở trong khoảnh khắc tên tộc nhân lạc trần gia tộc kia đang muốn truyền tin bạch tiểu thuần đã vù một tiếng trực tiếp nhảy vọt trước mặt người này gã tộc nhân lạc trần gia tộc này biến sắc không kịp truyền tin lập tức lui về phía sau bấm niệm pháp quyết tấm gương ở trên tay trái của gã đột nhiên lóe lên hào quăng bay ra mấy đạo ánh sáng trắng phóng tới bạch tiểu thuần hai mắt bạch tiểu thuần lộ ra hung mang lại không có chút nào né tránh mặc kệ cho mấy đạo ánh sáng tránh kia đánh lên trên người thân hình vọt tới trước trong nháy mắt, khi tên tộc nhân lạc trần gia tộc kia còn đang hoảng sợ, hắn đã đến ngay bên cạnh, hai ngón tay lóe lên hắc mang, trực tiếp chụp vào cổ của gã, hung hăng bóp mạnh, toái hậu tỏa, răng rắc một tiếng, tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 này mở to mắt, trong miệng phun ra máu tươi, khí tuyệt bỏ mình cho đến lúc chết gã vẫn chưa kịp truyền tin giờ phút này khóe miệng bạch tiểu thuần cũng có máu tươi tràn ra một phát đoạt lấy túi chữ vật của đối phương rồi trở về bên cạnh đỗ lăng phỉ thân hình của hắn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp xuống cắn thoáng vào đầu lưỡi một cái để giữ vững tinh thần đi hắn kéo đỗ lăng phỉ cùng với hầu vân phi thả ta ra hầu vân phi bỗng nhiên mở miệng hai người các ngươi đi đi như vậy tốc độ của các ngươi sẽ nhanh hơn không ít hầu vân phi nhìn bạch tiểu thuần và hầu vân phi quyết đoán nói bạch sư đệ một mình ngươi đỗ lăng phỉ nhìn bạch tiểu thuần thật xấu những lời này của hầu vân phi mấy ngày trước nàng đã định nói rồi lúc này đang muốn mở miệng câm miệng ta sợ chết như vậy mà còn dốc sức liều mạng các ngươi không thể làm cho ta công cốc dốc sức liều mạng đi thì cùng đi bạch tiểu thuần gào lên cắt ngang lời nói của hầu vân phi và đỗ lăng phỉ tiếp tục lôi hầu vân phi cùng với đỗ lăng phỉ đột nhiên xông ra hai người trầm mặc không nói nữa nhưng cảm giác cảm động này đã in thật sâu ở tận đáy lòng bạch tiểu thuần càng thêm cẩn thận liên tục cải biến phương hướng mấy lần đã tránh được sự đuổi giết của lạc trần gia tộc lại ba ngày nữa trôi qua, lúc hoàng hôn, trên bầu trời có tia chớp xẹt qua, mây đen tràn ngập. Dần dần nước mưa đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu rơi vung vãi trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đất trời đều truyền đến những âm thanh ào ào, lại càng có hơi lạnh tràn ra. Thân hình của Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi run lên, bị khí lạnh này đánh vào, sắc mặt càng thêm tái nhợt bạch tiểu thuần rất nôn nóng biết hai người không chịu được hơi lạnh vì vậy mà đã tìm được một sơn động đốt lửa lên sau khi ngăn chặn ánh lửa không lộ ra ngoài bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống nhìn qua hai người đỗ lăng phỉ đống lửa phát ra âm thanh bùng cháy tràn ra hơi ấm dần dần xua đi rét lạnh ở bên ngoài sắc mặt của đỗ lăng phỉ và hầu vân phi dần dần khôi phục được một ít nhưng vẫn còn tái nhợt ở trong sơn động này ba người trầm mặc không nói đều nhìn vào đống lửa trong lòng mỗi người đều dâng lên mỏi mệt còn có ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm ha ha chờ chúng ta trở về tông môn lập được đại công này các ngươi nói xem tông môn sẽ ban thưởng cho chúng ta như thế nào bạch tiểu thuần ha ha cười phá vỡ trầm mặc đỗ lăng phỉ nhìn qua bạch tiểu thuần ánh mắt nhu hòa hầu vân phi muốn cười nhưng lúc vừa mở to miệng lại phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt càng thêm tái nhợt thân thể lung lay sắp đổ mấy ngày hôm nay chạy chối chết đan dược đều đã dùng hết rồi bạch tiểu thuần lập tức đứng lên vừa muốn đi qua xem xét thì bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi tay áo đột nhiên hất lên chắn trước hai người những hòn đá ngăn ở cửa động để chặn lại ánh lửa kia lúc này đang bị người ở bên ngoài dùng đại lực trực tiếp oanh mở dịch hàn thiên long nhóm dịch htp tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn những hòn đá bắn ra bị bạch tiểu thuần đánh văng ra khí lạnh từ bên ngoài dũng mãnh ùa vào làm cho đống lửa lay động Nhờ có ánh lửa, có thể nhìn thấy được ở bên ngoài sơn động, đang có một đại hán, đại hán này cực kỳ khôi ngô, đang cầm một cây trường thương ở trong tay, ánh mắt lộ ra hàn mang, một thân tu vi di tầng 8, bộ dáng thoạt nhìn còn cường hãn hơn so với gã trần Việt kia một ít, thiếu chủ phán đoán rất chính xác, ngày mưa rét như thế này, các ngươi có thương thế trên người, không chịu nổi hơi lạnh, chắc chắn là sẽ tránh né trần mỗ liên tục tìm kiếm trên trăm tòa núi quả nhiên đã tìm được các ngươi gần như ngay khi đại hán này vừa mở miệng thì thân hình của bạch tiểu thuần bỗng nhiên xông ra ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hung tàn trong nháy mắt liền đã giao thủ với đại hán này âm thanh rầm rầm quanh quần gã đại hán này nhìn thì giống như cuồng ngạo nhưng ở bên trong lại luôn luôn cảnh giác căn bản là không có đi vào bên trong sơn động thân thể lập tức lui về phía sau trong chớp mắt bạch tiểu thuần liền đuổi theo ra khỏi sơn động ở trong cơn rông kéo đến ở trong những giọt mưa rơi vãi liên tục giao thủ cùng với đại hán này nhưng rõ ràng đại hán này căn bản là không công kích mà chỉ toàn lực phòng hộ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng đánh bộp một tiếng, biết là không ổn, cắn răng, không tiếc bị tổn thương, điên cuồng lao qua chém giết, gió lạnh thổi tới, dập tắt đống lửa ở trong sơn động. Hầu Vân Phi dãy ruộng muốn đứng lên, nhưng lại một lần nữa phun ra máu tươi. Đỗ Lăng phì cắn răng, miễn cưỡng điều khiển phi kiếm, đứng dậy đuổi theo ra ngoài, đứng ở bên ngoài sơn động bấm niệm pháp quyết, trợ giúp cho Bạch Tiểu Thuần đang kịch chiến với gã đại hán này, một lát sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra ở trong đêm rông bão. Ngực của đại hán kia đã bị một thanh mộc kiếm xuyên thấu. Còn về phần thanh trường thương ở trong tay gã, trước khi chết, cũng đã đam vào đùi phải của Bạch Tiểu Thuần, dù không xuyên qua, nhưng cũng đâm vào non nửa, các ngươi trốn không thoát, thiếu chủ sẽ đến rất nhanh thôi. Gã đại hán gắt gao nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần, trong miệng ộc ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình, sắc mặt của bạch tiểu thuần tái nhợt, thân thể run rẩy bởi vì để nhanh chóng săn giết được người này mà hắn đã không tiếc tổn thương để đổi giết giờ phút này đùi phải đang truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt lúc cúi đầu xuống mưa rơi lên trên người làm toàn thân hắn ướt sũng máu loãng nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân cả nửa người của hắn đều đã rét lạnh rồi đỗ Lăng Phỉ lão đảo chạy tới, nhìn thấy đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt nàng chảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn chậm rãi rút thanh trường thương kia ra, quá trình này giống như là đang xé rách huyết nhục xương cốt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng lại không kêu lên một tiếng lời nói của đối phương trước khi chết, còn có thời gian bị kéo dài, khiến cho tâm của hắn đã sớm trầm xuống thật sâu, hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió chấn động ở bốn phía. Hắn hiểu được, lần đuổi giết này, tất cả tộc nhân của lạc trần gia tộc đều sẽ xuất hiện, không bao lâu, đỗ lăng phỉ đã nâng bạch tiểu thuần trở về tới trong sơn động. Thanh trường thương kia bị bạch tiểu thuần lấy đi trong sơn động bạch tiểu thuần thở hổn hển đùi phải của hắn rất đau nhưng cũng may là không bị tổn thương đến xương cốt giờ phút này đã được băng bó mặc dù có ảnh hưởng nhưng lúc này nguy cơ sinh tử ở trước mắt nên cũng coi như là không có gì chúng ta đi ngay bây giờ lạc trần gia tộc tùy thời sẽ đến bạch tiểu thuần thở sâu đứng dậy lại nhìn hầu vân phi lúc này đã hấp hối mấy ngày dày vò thương thế của y đã không áp chế nổi rồi. đỗ lăng phì cả người tiểu tụy kinh mạch của nàng dưới đoạn đường này đã đứt mất đi một tí. lúc trước nàng trợ giúp bạch tiểu thuần là nàng cắn răng run rẩy mới làm được. giờ phút này nàng ngẩng đầu ngóng nhìn bạch tiểu thuần dưới bóng đêm hai con ngươi của nàng rất đẹp có một loại thần thái đặc thù. bạch sư đệ không cần lo chúng ta tốc độ của ngươi nhanh hơn một mình ngươi, đi thôi, đỗ lăng phỉ ôn nhu mở miệng. Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng dãy rùa ngồi dậy, mỏi mệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu, còn có ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm. Các ngươi đừng hai mắt bạch tiểu thuần đỏ bừng nhưng lời còn chưa nói xong đã bị hầu vân phi suy yêu cắt ngang bạch sư đệ sau khi ngươi chạy đi truyền tin về cho tông môn thì ta cùng với đỗ sư muội có lẽ còn có một tia sinh cơ bạch tiểu thuần cười thảm lại nói dối thế này hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi sao có thể tin hắn rất rõ ràng chờ sau khi mình chạy đi đợi lúc tông môn đến được nơi này dù có nhanh hơn nữa Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ cũng đều phải chết không thể nghi ngờ cũng được. Ta chết đi, ngươi có thể đi rồi." Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như muốn cự tuyệt, Hầu Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, mắt nhìn chút linh khí còn lại không nhiều lắm của Hầu Vân Phi chấn động toàn thân, như muốn tự bạo kinh mạch, Bạch sư đệ, ngươi đi hay là không đi?" Hầu Vân Phi bình tĩnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, bạch tiểu thuần bi ai sao 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 thân hình lui ra phía sau vài bước nhìn qua hầu vân phi cùng đỗ lăng phỉ hắn đã đắng chát phức tạp đến cực hạn rồi nếu như còn có hy vọng nếu như còn có kiếp sau ta hy vọng lại có thể có cơ hội quen biết ngươi một lần nữa bạch sư đệ sống sót đỗ lăng phỉ vuốt xuống mất sợi tóc bị gió lạnh thổi bay ở trước mặt đem nó đặt ở vành tai Giờ phút này, khuôn mặt Thanh Tú dù có tái nhợt, nhưng lại có vẻ xinh đẹp khác so với lúc trước, ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng thì thào, hai chữ sống sót kia vừa truyền ra trong nháy mắt, thân hình Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt chấn động, giống như bị một cây trọng chùy đập vào ngực, khiến cho ngực hắn cảm thấy nhói đau. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ, nhìn qua Hầu Vân Phi, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn cũng không biết là mình đã suy nghĩ cái gì, không nói một lời, thân thể bỗng nhiên lùi lại phía sau, biến mất trước mặt hai người, đi ra khỏi sơn động, ở trong rông bão, trực tiếp bay vọt vào không trung, nhìn thấy bạch tiểu thuần rời đi, đáy lòng hầu vân phi buông lỏng. Đỗ lăng phỉ yên lặng ngóng nhìn, trong mắt lộ ra chúc phúc cùng với ly biệt. Nàng thật sự hy vọng thời gian có thể quay lại trở lại lúc nàng gặp bạch tiểu thuần lần đầu tiên như vậy nàng có thể lại một lần nữa quen biết bạch tiểu thuần bốn phía yên tĩnh nhưng vào lúc này đột nhiên hầu vân phi cùng với đỗ lăng phỉ đang nhìn bạch tiểu thuần ở giữa không trung sắc mặt bỗng nhiên đại biến chỉ thấy bạch tiểu thuần đứng ở giữa không trung tu vi của hắn ở trong khoảnh khắc này ầm ầm bộc phát linh khí trong cơ thể liên tục phóng xuất ra ngoài hướng về bốn phía mà khuếch tán khiến cho ngay cả màn mưa cũng đều bị vặn vẹo giống như là một bó đuốc hừng hực cháy ở trong đêm tối mà ngay cả mưa lạnh cũng không thể đem hắn dội tắt dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trên bầu trời sấm chớp nổ vang tất cả tộc nhân lạc trần gia tộc từ bốn phương đang phóng tới toàn bộ đều phát hiện ra đặc biệt là trần hằng ánh mắt lại càng lóe sáng giờ phút này tất cả mọi người đều bị bạch tiểu thuần hấp dẫn thân thể bạch tiểu thuần nhoáng một cái bỗng nhiên hướng về phía xa xa bay đi lúc bay vọt qua ngọn núi có sơn động bên tai đỗ lăng phỉ cùng với hầu vân phi vang lên âm thanh trầm thấp mang theo kiên quyết của bạch tiểu thuần ta dẫn bọn hắn đi các ngươi tìm cơ hội Đi mau, nước mắt đỗ lăng phỉ chảy xuống, đáy lòng nàng lúc này đang có sóng lớn ngập trời, còn hầu vân phi thì cả thể xác và tinh thần đều đang rung động, cùng lúc đó, tốc độ của bạch tiểu thuần cực nhanh, bộc phát ra toàn lực, hướng về một hướng khác, gào thét bay đi, đều chết. Hết, đều chết hết rồi, lạc trần gia tộc ta không diệt được gia tộc của các ngươi, nhưng eo cây ti nhất định sẽ đến nơi đây diệt toàn tộc của các ngươi bạch tiểu thuần vừa chạy vội vừa phát ra tiếng cười thảm thê lương âm thanh điên cuồng ở trong giây phút này bỗng nhiên truyền ra phương hướng mà hắn xông đi thoạt nhìn thì dường như cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi vạn dặm mà bộ dạng của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng đồng bạn đều đã chết cả rồi nên mới trở nên cuồng loạn cho dù bản thân mình có chết cũng phải lao ra truyền tin tức để báo thù cho đồng bạn một màn này khiến cho trần hằng biến sắc dù gã biết có lẽ là có gian trá nhưng tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh gã không dám đem vận mệnh của cả gia tộc đi đánh bạc trước hết dùng toàn lực săn giết người này còn đồng bọn của hắn cứ cho là không chết thì nhất định cũng trọng thương giết kẻ này sau đó lại đi tìm tất cả đám người bộc phát ra toàn bộ tốc độ rầm rầm ở trong mưa gió sấm chớp hướng về bạch tiểu thuần mà đuổi giết mưa gió sấm chớp thiên địa sấm sét nổ vang một lát sau ở trong sơn động đen kịt đỗ lăng phỉ hung hăng cắn răng một cái lau đi nước mắt trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt nàng biết rõ cách duy nhất cứu được bạch tiểu thuần là tự mình phải xông ra được khỏi cái phạm vi này đem tin tức truyền lại về cho tông môn giờ phút này nàng nhìn về phía hầu vân phi ở trong mắt của hầu vân phi cũng đang lộ ra vẻ kiên định không cần dìu ta Chúng ta chia ra làm hai đường, vô luận là ai xông ra trước đều phải lập tức truyền tin để cho tông môn tới cứu bạch sư đệ. Hầu Vân Phi đã quyết định, dù bản thân có chết, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, cũng phải lao ra, để cho tông môn tới cứu bạch tiểu thuần. Hai người thở sâu, đội mưa sông ra, ở bên ngoài sơn động chia làm hai ngả, hướng về phía xa xa liều hết tất cả chạy vội. Cơ thể của bọn họ đều đã tới cực hạn, nhưng ý chí của bọn họ, vào giờ phút này thì dường như đã vượt qua giới hạn của thân thể, trở thành một cỗ chấp nhất mãnh liệt, tiếng sấm vang rền, tia chớp xẹt qua. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang dùng toàn lực chạy như điên, đùi phải của hắn sớm đã mất đi cảm giác giờ phút này ánh mắt hắn đỏ bừng nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân hắn sợ hãi hắn sợ chết hắn cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đuổi kịp bản thân muốn đem mình kéo xuống vực sâu hắn không biết hành động lúc vừa rồi của mình có phải là xúc động hay không cũng không biết mình phải chăng là sẽ hối hận dù sao mục đích tu tiên của hắn là vì trường sinh nhưng cái này hắn không có đáp án thậm chí dọc theo con đường này đáy lòng của hắn cũng đang có một cái thanh âm tự nói với bản thân chạy trốn một mình đi chỉ là hắn không thể quên mấy ngày này sống nương tựa vào nhau đồng sinh cộng tử không thể quên ở trong đầu hầu vân phi lấy cái chết để áp chế bản thân ép buộc mình chạy trốn để tránh khỏi cái chết không thể quên nét tươi cười xinh đẹp hơn hẳn ngày thường ở trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phỉ kia, giữa sợ chết cùng với tình nghĩa, hắn lựa chọn cái sau, Đỗ Sư Tỷ, Hầu Sư Huynh, chúng ta đều phải sống sót. Bạch tiểu thuần cắn răng, liều mạng chạy vội, lạc trần gia tộc, các ngươi đuổi tận giết tuyệt như thế, vậy thì cứ tới đi. Ánh mắt bạch tiểu thuần lộ ra hung mang, tựa như một con dã thú ở trong tuyệt cảnh duỗi ra móng xác. Dịch, Hoang Trúc, nhóm dịch, HTPD mưa, sấm sét ẩm ẩm, tia chớp đan sen chớp lóe ngang dọc bầu trời khiến khung cảnh nơi này lúc lóe sáng, lúc tối, tiếng sấm ì ùng, từng hạt mưa lớn như hạt đậu liên tiếp rơi đầy trên mặt đất thành từng tràng âm thanh rào rào, từ xa nhìn lại, trời đất lúc này như hoàn toàn bao phủ trong màn mưa, như một phiến mờ ảo đầy sơ xác và tiêu điều đến khôn cùng, trên mặt đất, cả người bạch tiểu thuần run rẩy hai mắt vằn đỏ đang dướn hết sức lực mà chạy đi, vội vàng hướng thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng lại hung hăng đạp xuống đất rồi nhảy lên như một mũi tên sắc bén rời khỏi cung rồi xé gió lao đi, sống sót, chúng ta đều phải, sống sót. Bạch tiểu thuần run rẩy, miệng hắn liên tục lầm bầm câu này, trong đầu thì luôn hiện lên hình ảnh của đỗ lăng phỉ và hầu vân phi, bóng đen tử vong buông xuống như dung hòa vào làm một với màn mưa này, khiến bốn phía như càng thêm băng hàn, xung quanh hắn, có tám thân ảnh đang ở vị trí khác nhau cũng nhanh chóng truy kích lại còn có thêm trần hằng lúc này vì gã đang ở khoảng cách xa nhất so với mọi người nhưng tốc độ gã lại cực nhanh từ phương xa kia hóa thành một đạo cầu vồng xuyên thẳng qua màn mưa gã càng lúc càng bay nhanh khiến cho màn mưa cũng phát ra từng tràng thanh âm ào ào mỗi khi gã lướt qua ngươi trốn không thoát không có kẻ nào chạy ra được trận pháp do lão tổ gia tộc lạc trần ta bố trí trong mắt trần hằng chợt lóe lên đầy sát cơ đoạn đường đuổi giết ba người đối phương cho dù là hắn cũng không nghĩ tới mấy tên đệ tử ngoại môn linh khê tông vậy mà có thể chạy trốn tới mức độ này đến lúc này chỉ còn vài ngày nữa là bọn hắn đã chạy ra khỏi phạm vi trận pháp của lão tổ rồi hơn nữa cái tên đang bị bọn hắn truy sát lại có tu vi không hề tầm thường không nói tới chuyện giết ngược lại hết đám người trần việt mà đoạn đường này hắn còn diệt sát thêm vài tên tộc nhân lạc trần gia trong đợt truy sát tiếp theo này điều này càng khiến gã thêm khẳng định đối phương nhất định là một trong hai người thanh danh hiển hách nhất bờ nam linh khê tông này là thượng quan thiên hữu hoặc là lữ thiên lỗi mà thôi vì dù sao nơi này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Bờ Nam Linh Khê Tông, tình huống bình thường thì những người bên bờ Bắc cũng sẽ không xuất hiện, Thiên Kiêu Linh Khê Tông. Sát cơ trong mắt Trần Hằng càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong còn ẩn ẩn thêm chút hưng phấn, sấm sét nổ vang, Bạch Tiểu Thần cắn răng bay nhanh, hơi thở đầy gấp gáp, linh khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao nhanh chóng lúc này trời đất đã trở thành một phiến mơ hồ như một hung thú viễn cổ đang há to miệng rộng mà che đậy toàn bộ trời xanh bốn phía lại đột nhiên bạch tiểu thuần chợt ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy hung hãn nhìn về một hướng phía trước rồi màn mưa phía trước cách hắn mười trượng đột nhiên chấn động, rồi một lực lượng mạnh mẽ khiến cho hàng loạt hạt mưa vỡ nát tung tóe ra, ập đến thẳng vào mặt bạch tiểu thuần, bên kia màn mưa, một thân ảnh tộc nhân lạc trần đầu tiên đã xuất hiện chặn đường bạch tiểu thuần, là một tên nam tử trung niên có một vết sẹo dài trên mặt, nhìn qua đầy vẻ hung ác, tu vi ngưng khí tầng bảy đại viên mãn lúc này gã cất bước tiến đến cây búa khổng lồ trong tay phải theo sát người mang đến một hồi gió lớn thổi đến ngay khi tới gần thì gã thét dài nhưng mặt đưa hai tay cầm lấy búa hung hăng chém xuống cút về cho ta thanh âm của tên nam tử này ầm ầm như sấm động vang vọng bốn phía hai mắt bạch tiểu thuần đỏ ngầu cả người cũng không chút dừng lại ngay khi búa của đối phương giáng xuống tay trái hắn đã biến thành màu đen trong nháy mắt đó trực tiếp đụng thẳng vào búa kia ầm một tiếng tay trái bạch tiểu thuần nắm lấy lưỡi búa lực đạo to lớn khiến cho nước mưa tung tóe văng ra khắp xung quanh cảm giác đau nhức kịch liệt truyền tới máu tươi rớt ra nhờ có bất tử thiết bị cường hãn được bạch tiểu thuần triển khai toàn lực mà bàn tay hắn tuy tràn ra máu tươi nhưng cũng không hề bị đứt gãy nam tử trung niên cau mày dùng sức kéo một cái nhưng nắm tay của bạch tiểu thuần tựa như kìm sắt vẫn nắm chặt lấy lưỡi búa, cái vận sức kéo lưỡi búa về của gã này cũng không mảy may dung chuyển được, một màn này khiến nam tử trung niên kia chợt biến sắc, lúc gã ngẩng đầu lên nhìn lại đã thấy đôi mắt đầy điên cuồng của bạch tiểu thuần đang nhích đến gần mình, loại điên cuồng này, gã chưa từng nhìn thấy trên người của ai khác, mà chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, trong trên những hung thú đang trong tuyệt cảnh ở lạc tinh sơn mạch mà Mạc thôi, một màn này khiến cho gã nam tử trung niên giật thoát mình lại. Trong nháy mắt, gã bèn xuất ra mấy đạo sáng phòng hộ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hai tay cũng không chút do dự buông cây búa ra, cả người lùi nhanh lại phía sau, gã nhanh, nhưng bạch tiểu thuần, còn nhanh hơn, tay trái bạch tiểu thuần vừa chế trụ cái búa đó, tay phải hắn cũng bắt đầu chuyển sang màu đen, ngay khi ánh chớp vừa xẹt ngang qua bầu trời, thì tay phải đen kịt của hắn cũng đã xuất hiện trước mặt tên nam tử trung niên này, nháy mắt đã tới gần rồi xuyên thấu qua màn sáng phòng ngự bên ngoài thân thể của gã nam tử trung niên, thanh âm két két vang lên, màn sáng phòng hộ kia vỡ vụn ra từng cái một, tay phải Bạch Tiểu Thuần với khí thế như trẻ che nháy mắt như xuyên thấu hết thảy. Mà ngay thời khắc này, dường như Bạch Tiểu Thuần lại ở vào trong một loại trạng thái cực hạn, khiến cho toái hầu tỏa của hắn như có khác biệt lớn so với bình thường, vậy mà có một hấp lực bạo phát ra từ trong lòng bàn tay hắn khiến tên nam tử trung niên đang lùi ra sau đột nhiên khựng lại ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng lại thì thế giới trước mắt gã cũng đã bị bàn tay màu đen của bạch tiểu thuần hoàn toàn thay thế ầm một tiếng tay phải bạch tiểu thuần trực tiếp nắm vào trên cổ của tên nam tử trung niên kia gương mặt đầy tàn nhẫn mạnh mẽ bóp một cái giặc một tiếng ánh mắt tên nam tử trung niên này lộ ra một vẻ không cách nào tin được máu tươi trong miệng tràn ra thậm chí gã còn không kịp kêu lên một tiếng nào toàn bộ xương cốt trên cổ gã đã bị bóp nát đầu gã vì vậy mà rơi thẳng xuống dưới đất tắt thở bỏ mình cho đến lúc gần chết đi hai mắt của gã vẫn đầy vẻ hoảng sợ gã biết rõ đối phương cường hãn ngay từ đầu cũng có chuẩn bị đầy đủ xuất thủ cũng không vì truy sát đối phương mà chỉ muốn cầm chân hắn nhằm kéo dài thời gian Gã hoàn toàn không nghĩ tới tên đệ tử ngoại môn linh khê tông nhỏ gầy vậy mà lại cường hãn đến trình độ này, ngay khi nam tử trung niên này vừa tử vong, thì hai đạo thân ảnh phía xa xa cũng đang dốc hết tốc lực mà đến đây. Trong đó có một người có tu vi ngang bằng với Trần Việt, ngưng khí tầng 8, Trần Trung. Nhìn thấy tên nam tử trung niên này tử vong, hai người kia nhất thời đau buồn mà gầm lên, đây là các ngươi bức ta đó tay phải của bạch tiểu thuần hất ra ném thi thể của tên nam tử này xuống đất lúc này hơi thở hắn dồn dập cả người nhoáng lên nhanh chóng đổi hướng chạy như điên mất hút toàn thân hắn run rẩy chỉ là trong đôi mắt hắn lúc này là một vẻ hung bạo còn mãnh liệt hơn cả lúc trước hắn thừa hiểu bản thân không thể bị cản trở mà dừng lại được hơn nữa ý định của hắn là đánh lạc hướng đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần, nên hắn nhanh chóng đổi hướng chạy đến một mảnh sơn mạch liên miên trùng điệp không dứt phía xa xa kia, dặn núi này không nằm trong danh giới địa đồ nên cũng không có tên, chỉ là nằm dọc theo phiến sơn mạch không thuộc về Lạc Tinh Sơn Mạch, thậm chí sơn mạch này càng thêm trùng điệp núi non mà kinh người hơn, là mưa tại nơi này dường như chút xuống nhiều hơn hẳn, sấm sét phần lớn cũng sẽ được ngưng tụ xuống nơi này, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể thấy được vô số tia chớp liên tiếp nhau bổ xuống hình thành nên những quả cầu lôi đình mà ầm ầm nổ tung trong màn mưa, thở hắt ra một hơi, bạch tiểu thuần lại cắm đầu chạy tiếp. Phía sau hắn là hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang truy đuổi gắt gao, thậm chí bốn phía lúc này đều có thể nhìn thấy đám tộc nhân. Lạc Trần gia tộc đang từ xa xa mà đổ dồn về đây, hơn nữa còn có một đạo cầu vồng, là Trần Hằng, đang lao nhanh tới đây, đám tộc nhân Lạc Trần gia tộc càng tới gần, thì khoảng cách giữa Bạch Tiểu Thuần và khu rừng rậm rãy sơn mạch này càng gần lại. Lúc này, còn khoảng 10 trượng nữa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng đã ướt nhẹp, hắn mạnh mẽ đạp xuống mặt đất lấy đà rồi tung người lên, nhìn qua như đang chuẩn bị nhảy vào rừng rậm trong sơn mạch này, ngăn hắn lại Trần Hằng còn đang ở phía xa thét ra thanh âm vang vọng, đúng lúc này thì hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang đứng gần Bạch Tiểu Thuần nhất, trong đó có một tên ngưng khí tầng 8 vội gầm nhẹ lên, nắm lấy tên ngưng khí tầng 7 còn lại, hai người nhìn nhau rồi lập tức nhận ra suy nghĩ của đối phương. Thân thể tên ngưng khí tầng 7 nhanh chóng co người lại như một quả bóng, rồi bị tên ngưng khí tầng 8 kia mạnh mẽ quăng mạnh tới phía trước, dầm một tiếng, thời khắc này gã như ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng tu vi rồi bộc phát ra, tốc độ thân thể của tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 đang co lại như quả bóng kia nhanh chóng bạo tăng, trong tiếng gào thét đó đã nhanh chóng xuyên thẳng qua màn mưa, chớp mắt đã đuổi kịp bạch tiểu thuần, nháy mắt đã lao tới gần, tu vi của tên tộc nhân ngưng ngưng khí tầng 7 được triển khai mà tiến đến truy kích Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang rền, cả người Bạch Tiểu Thuần dừng lại, rồi hắn quay người bấm niệm pháp quyết điều khiển thanh mộc kiếm gào thét lao tới tên tộc nhân Lạc Trần gia tộc này có điều tên này dường như không còn để ý tới sinh tử của mình nữa mà tùy ý để cho thanh mộc kiếm xuyên qua người ngay khi sắp chết khóe miệng y còn lộ ra một nụ cười quỷ dị cả người y chợt vang lên một tiếng rồi nổ tung hóa thành vô số huyết nhục rồi dần hiển lộ thành một sợi dây thừng bằng huyết nhục muốn quấn quanh người bạch tiểu thuần lại sắc mặt bạch tiểu thuần biến đổi cả người lùi về phía sau nhưng ngay khi hắn đang phân tâm lùi lại thì một tiếng rít xé gió từ sau lưng hắn truyền đến, là một mũi tên, là từ tên tộc nhân Ngưng Khí tầng 8 bắn ra, thanh đại cung đang cầm trên tay gã vẫn còn đang rung rung chấn động, căn đúng ngay thời điểm mấu chốt khi Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh được, thế cục từ sự phối hợp cực kỳ tài tình với tên tộc nhân Ngưng Khí tầng 7 không tiếc tử vong lúc nãy mà hình thành, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lóe sáng nhìn một màn nguy cơ trước mắt cả người hắn như bị cưỡng ép dừng lại rồi như chủ động mà tiến đến mũi tên xé gió kia một tiếng phập vang lên mũi tên xé gió này nhanh chóng lao tới cắm thẳng trên người bạch tiểu thuần cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới khiến sắc mặt hắn tái mét lại ngay lúc mũi tên này xuyên qua vai phải của hắn lại như bị xương cốt trong người hắn kẹp chặt mà kẹt lại không xuyên thấu qua được Chất liệu của mũi tên không tầm thường, lực đạo to lớn từ một tên ngưng khí tầng 8 bắn ra, lại bị xương cốt kẹp chặt lại, do vậy mà cả người Bạch Tiểu Thuần bị hất thẳng ra, nhờ vậy tránh được sợi dây thừng bằng huyết nhục kia quấn quanh người, phập một tiếng, mũi tên nhọn mang theo cả thân thể Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ đâm thẳng vào một gốc đại thụ ngay sát rìa của khu rừng rậm này, dính thẳng cả người Bạch Tiểu Thuần bên trên thân cây, mà tên tộc nhân Lạc Trần bắn ra mũi tên cách đó không xa lộ ra ánh mắt vui mừng, cả người gã nhoáng một cái nhanh chóng tới gần Bạch Tiểu Thuần, đồng thời tay phải dương cung lên sẵn sàng bắn ra mũi tên thứ hai diệt sát Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn nếu tình thế có xảy ra biến hóa, xa xa, những tên tộc nhân lạc trần gia tộc khác đều lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, cả đám đồng loạt gào thét mà lao đến. Nhưng lúc này, Trần Hằng đang cấp tốc tiến đến chợt biến sắc mặt lại, coi chừng dịch hoang chúc nhóm dịch htp ngay khi trần hằng vừa vang lên tiếng cảnh báo thì bạch tiểu thuần còn đang bị đóng đinh trên cây đại thụ kia lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên trong mắt đầy vẻ hung lệ hắn đưa tay trái lên nắm chặt lấy đuôi mũi tên còn đang găm trên vai phải mình cũng không để ý móc ngược của đầu mũi tên mà dùng sức dứt khoát rút mũi tên ra khỏi người một vòi máu bắn ra kèm theo vài mẩu thịt còn bám trên đầu mũi tên cả người bạch tiểu thuần đau đớn mà run rẩy mãnh liệt nhưng hắn không chút trần trừ mà bộc phát hết sức lực ngưng tụ cử trọng nhược khinh của công pháp tử khí ngự đỉnh công bên trong rồi phóng thẳng về phía tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 của gia tộc Lạc Trần kia, tiếng rít xé gió mới vừa truyền ra thì mũi tên đã dùng một tốc độ nhanh chóng gào thét mà vọt thẳng vào tên tộc nhân Lạc Trần tu vi ngưng khí tầng 8 này, dưới tác động của cử trọng nhược khinh, mũi tên nhẹ này bỗng trở nên nặng nề tựa như một ngọn núi cao, cùng lúc đó, cả người Bạch Tiểu Thuần cũng rớt xuống, hai tay hắn cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ thanh phi kiếm cũng gào thét bay tới hình thành một trận thế song sát sát khí ngập trời nổi lên cùng với đám gia tộc lạc Trần này chém giết mấy ngày nay kinh nghiệm chiến đầu của hắn cũng cấp tốc tăng trưởng với một tốc độ đáng sợ mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra dường như ẩn sâu bên trong bản chất con người hắn đã tồn tại sẵn một loại thiên phú chiến đấu mà ngày thường không hiển lộ ra bây giờ chịu sự kích thích liên tục của sinh tử mà hoàn toàn bạo phát ra ngoài tên tộc nhân gia tộc lạc trần vốn còn đang định bắn ra mũi tên thứ hai lúc này cũng phải biến đổi sắc mặt Gã không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại có thể ngoan lạt đến như vậy, thậm chí nghĩ lại thì rất có khả năng lúc nãy Bạch Tiểu Thuần chịu chúng một tên, cũng chỉ là vì tránh bị trói buộc thân thể rồi nhanh chóng phản kích lại với tốc độ này, đây mới chính là mục đích thật sự của Bạch Tiểu Thuần, cả người gã mạnh mẽ lùi về phía sau, dù sao thì với một tộc nhân có tu vi ngưng khí 8 tầng đại viên mãn, gã quanh năm giao chiến với hung thú bên trong lạc tinh sơn mạch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này, cho dù gã đã mất đi chủ động, trong nguy cơ như vậy, nhưng ngay khi lùi lại, gã không triển khai phòng ngự ngay, mà dùng thời gian quý giá lúc này đem một cung tên mới kéo được một nửa kia kéo ra hoàn toàn. Người đỡ hay không đỡ, gã gầm nhẹ lên, đồng thời mũi tên thứ hai cũng gào thét lao về phía trước thẳng tới bạch tiểu thuần. Ánh mắt gã đầy vẻ dữ tợn, gã suy đoán bạch tiểu thuần nhất định sẽ dùng phi kiếm chắn đỡ lại. Như vậy, thế song sát này của hắn, cũng sẽ bị hóa giải, gã từ bị động cũng chuyển thành chủ động, nhưng lúc này, hai mắt bạch tiểu thuần đỏ vằn, hắn quyết định không cho đối phương một chút cơ hội nào. Vì một khi bị quấn lấy, nhất định những người khác sẽ tới gần, đến khi đó bản thân hắn chết chắc không phải nghi ngờ, hắn cắn răng một cái, không điều khiển phi kiếm ngăn cản lại mà tùy ý cho mũi tên kia tới gần rồi xuyên thấu qua bụng hắn. Mà mũi tên của hắn lại bộc phát ra một lực lượng to lớn đâm mạnh vào ngực của tên tộc nhân lạc Trần này màu tươi phun ra, tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kêu lên thê lương, đồng thời mượn lực này định lùi người về phía sau, nhưng lúc này, thanh mộc kiếm trong tay bạch tiểu thuần như đã quen gặt lấy sinh mạng mà quấn quanh cổ của đối phương một cái trong chớp mắt, đầu lâu kia rơi xuống, hoàn thành xong mọi việc, bạch tiểu thuần cũng phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn cũng không dừng lại mà quay người phóng thẳng vào rừng rậm phía sau, nhanh chóng khuất dạng trong khu rừng, trong mười hơi thở sau, từng đạo thân ảnh tộc nhân lạc trần từ bốn phía cũng vù vù lao đến nơi này. Từng người trong đám đều kinh hãi, một màn vừa rồi bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn của Bạch Tiểu Thuần, lấy tổn thương đổi giết, nhìn thấy mà giật mình, thiếu chủ Lạc Trần, Trần Hằng cũng nhoáng người đi, xuất hiện ngay rìa khu rừng rậm, gã nhìn qua thân thể không đầu của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8, lại nhìn về phía sợi dây thừng bằng huyết nhục của tên còn lại, chợt trầm mặc nhưng ánh mắt lại lộ ra sát cơ càng thêm mãnh liệt, Trần Phong, Trần Cổ, hai người các ngươi tranh thủ tìm kiếm mấy tên kia phòng ngừa kẻ này dùng kế điệu hổ ly sơn còn những người khác cùng đi vào với ta không lấy được đầu kẻ này tuyệt không quay trở lại tay áo Trần Hằng hất lên, đặt chân vào khu rừng đầu tiên, sau lưng gã là năm tên tộc nhân gia tộc, trong đó có ba tên ngưng khí tầng 8, hai tên ngưng khí tầng 7, hai tên ngưng khí tầng 7 tuân theo mệnh lệnh của Trần Hằng mà quay ngược lại hướng khác tìm kiếm, còn ba tên ngưng khí tầng 8 sát khí ngưng đầy trong ánh mắt mà theo sau Trần Hằng tiến vào trong rừng rậm, sâu trong rừng của sơn mạch vô danh, Bạch Tiểu Thuần đang đầu váng mắt hoa, thương thế trên bả vai, bụng và đùi phải đều rất nghiêm trọng. Trong đêm mưa này, hàn khí xâm nhập vào người khiến cho thân thể hắn vốn đã run run lại càng thêm run rẩy không ngừng, sắp chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cười thảm. Nhìn thấy vô số thương thế trên người mình, cái loại đau đớn thấu xương này khiến cho nước mắt hắn như trực trào ra, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh bệnh tật trước khi chết của cha mẹ, bản thân nhìn thi thể dần dần lạnh băng của bọn họ mà dâng lên sợ hãi trong lòng, có lẽ, là từ khi đó, hắn bắt đầu đặc biệt sợ chết, ta còn muốn sống. Bạch Tiểu Thuần đưa tay trái quẹt đi chút nước trào ra trên khóe mắt. Hắn hung hăng cắn hai hàm răng gần đơ cứng vì lạnh lại, cứ cắm đầu mà chạy đi trong khu rừng này hắn không biết mình ở đâu cũng không biết tiếp theo mình sẽ đi đến chỗ nào trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm mãnh liệt sống sót sợ hãi tử vong lúc này lại trở thành một động lực kích phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng giúp bạch tiểu thuần gắng gượng chạy nhanh về phía trước trong màn đêm đầy mưa gió nơi đây thậm chí hắn còn chậm rãi phát hiện ra trải qua mấy lần sinh tử chiến vừa rồi tu vi của hắn đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng xuống Tựa như khoảng cách để tu vi đột phá ngưng khí tầng 6 cũng không còn bao xa nữa, thời gian dần qua, mặt trời cũng đã ló dạng phía xa nơi chân trời, từng chùm ánh nắng xuyên qua đám lá, rơi xuống những hạt mưa rừng, chiếu xạ ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, chẳng qua cơn mưa trong khu rừng vẫn không có dấu hiệu tạnh lại, sau lưng bạch tiểu thuần, bốn người trần hằng trong khu rừng cũng nhanh chóng dốc sức đuổi theo sắc mặt trần hằng càng ngày càng khó coi tốc độ đối phương quá nhanh dù thân mang trọng thương nhưng nhóm người bọn họ vẫn không cách nào đuổi kịp Thậm chí sau một đêm truy đuổi, dấu vết phương hướng của đối phương cũng có chút không rõ ràng rồi, cơn mưa rông đã tẩy đi gần hết các dấu vết còn sót lại, cho dù bọn hắn đều ở trong gia tộc tu chân tại Lạc Tinh Sơn mạch này, quanh năm giao tiếp cùng với đám hung thú, dưới cơn mưa to này cũng không thể nhìn ra được tung tích nào nữa, tản ra tìm kiếm, người này đã trọng thương rồi, không trốn đi xa được đâu. Ba người các ngươi giữ khoảng cách trong vòng 100 trượng với nhau. Phát hiện ra người này, không được khai chiến mà lùi ngay về phía sau truyền tin cho ta. Trần Hằng nghiến răng nói từng chữ một, Ba tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 nghe được có chút trần trừ trong lòng nhưng cũng đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng tản ra, thời gian trôi qua, sau một ngày, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đầy mỏi mệt, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã tới giới hạn của mình lâu rồi, nếu không phải do khát vọng sống sót mãnh liệt mà gắng gượng thì hắn đã sớm gục ngã xuống, đôi môi hắn khô nứt, sắc mặt tiểu tụy, tốc độ chạy cũng chậm lại. Sau khi đi tiếp khoảng một nén nhang thì bỗng nhiên hắn chợt biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía bên phải. Một đạo thân ảnh cũng vọt ra, không phải phóng tới hắn mà quay ngược lại về phía sau mà bỏ chạy, tên này chính là thanh niên mặt dài, là một trong ba tên tộc nhân Lạc Trần có tu vi ngưng khí tầng 8, gã lùi về phía. Sau tay phải đồng thời bóp mạnh lên miếng ngọc giản trong tay tin tức cũng lập tức được truyền ra ngoài đáy lòng bạch tiểu thuần trầm xuống cả người nhanh chóng vọt lên hướng về một chỗ sâu trong rừng rậm rồi bay nhanh sắc mặt người thanh niên mặt dài kia cũng biến hóa trong lòng hắn khá kiêng kỵ bạch tiểu thuần nên đang trần trừ có nên truy kích hay không thì nhìn thấy hai thân ảnh cách mình hơn 200 trượng đang gấp rút chạy đến bèn lộ ra sắc mặt vui mừng, hai người đang tới cũng có tu vi ngưng khí tầng 8, mà phía xa xa, một đạo cầu vồng hiện ra, chính là Trần Hằng, ba người kia dùng tốc độ nhanh chóng gào thét tiến về nơi này áng chừng với tốc độ của bọn họ, thì khoảng 10 hơi thở là hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 tới nơi, còn Trần Hằng tối đa cũng chỉ khoảng 20 hơi thở là xuất hiện, thấy vậy tên thanh niên mặt dài này cười lớn, trở nên quyết đoán, bộc phát tu vi ầm ầm, hơn nữa còn có thêm một phòng hộ ánh sáng cực lớn ở bên ngoài. Gã vỗ lấy túi chữ vật, lấy ra thanh đại kiếm cầm trong tay, thanh đại kiếm này dài khoảng 7 thước, nhìn qua có phong cách cổ xưa, được tên thanh niên này cầm trong tay, vung ra rạch phá bốn phía trông vô cùng sắc bén sát cơ trong mắt gã cũng lóe lên rồi nhe răng cười cười, đồng thời triển khai tốc độ cao nhất hướng về phía bạch tiểu thuần mà truy kích thiên kiêu linh khê tông, giết chết người hẳn có thể khiến cho người ta vô cùng sung sướng a, à, so với giết những tán tu kia thì càng có cảm giác thành tựu hơn xa. Tiếng cười của thanh niên mặt dài truyền ra, trường kiếm trong tay cũng chạm xuống một nhát, lập tức hiện ra một đạo kiếm quang vạch phá bốn phương, còn kèm theo tiếng gió rít lên. Tay trái gã bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía trước, một hỏa cầu bằng nắm tay cũng lập tức xuất hiện lao về phía Bạch Tiểu Thuần, ầm một tiếng, cho dù đang là cơn mưa rông nhưng khi hỏa cầu này nổ tung, khí nóng vẫn lan ra trùng kích bốn phía cả người bạch tiểu thuần cũng dừng lại khi quay đầu lại trong ánh mắt hắn cũng đầy sát cơ hắn hiểu rõ nếu không nhanh chóng giải quyết đối phương thì bản thân không cách nào tiếp tục chạy trốn được nhưng ngay khi bạch tiểu thuần vừa quay người lại thì tên thanh niên mặt dài chợt lùi nhanh lại trong mắt vẫn đầy vẻ mỉa mai Gã tuyệt đối không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội đến gần, bởi gã chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là cầm chân Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm tay lại quay người tiếp tục chạy đi, nhưng rất nhanh sau đó, tên thanh niên mặt dài lại quấy nhiễu quấn lấy hắn. Sau mấy hơi thở nữa thì hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 cũng đã tới gần, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tu vi hai gã đều toàn lực bộc phát mà tiến thẳng tới, cùng lúc đó, tên thanh niên mặt dài cũng cười lớn một tiếng, cũng không tránh né nữa mà triển khai toàn bộ tốc độ cùng với hai người kia, tạo thành ba hướng khác nhau mà lao về phía Bạch Tiểu Thuần, ba tên ngưng khí tầng 8 cùng lúc kích sát xuống trong lòng Trần Hằng đang lao tới từ phía xa xa cũng có chút thả lòng vì gã biết rõ cho dù đối phương có dở thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng chết chắc không còn phải nghi ngờ gì nữa đáng tiếc ngươi không có khả năng trưởng thành Trần Hằng nhàn nhạt nói nhưng chớp mắt sau sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi phía xa khi ba đạo thân ảnh gào thét triển khai riêng thần thông thuật pháp riêng của mỗi người mà đánh tới bạch tiểu thuần bèn đưa tay phải bấm niếm pháp quyết điểm lên thanh phi kiếm gào thét lao thẳng về hướng một người trong đó Đồng thời hắn nắm tay phải lại xuất một quyền thẳng về một người khác, tiếng nổ mạnh vang lên, khi thanh phi kiếm của hắn bị ngăn cản lại, thì một quyền của hắn cũng đã rơi xuống khiến cho khóe miệng của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kia tràn ra máu tươi, cả người cũng bị bước lùi về phía sau mà bản thân bạch tiểu thuần cũng phun ra máu tươi thương thế cũ cũng rách toạc ra nhưng hắn còn chưa kịp lùi lại thì tên thanh niên mặt dài đã lao tới gần trường kiếm trong tay tràn ra tia sáng sắc bén cũng đâm tới nguy cơ trước mắt bạch tiểu thuần chỉ có thể miễn cường lách người tránh bị đâm vào tim cũng vì thế mà thanh trường kiếm kia xuyên thấu qua cả lồng ngực của hắn cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho mồ hôi toàn thân bạch tiểu thuần không khống chế được mà toát ra đầm đìa cả người run lên tên thanh niên mặt dài kia truyền ra một chàng cười đang muốn tiến tới rút lấy thanh kiếm về thì đột nhiên bạch tiểu thuần nắm chặt lại thanh trường kiếm trước ngực để rồi mặc kệ thanh kiếm vẫn còn cắm lút cán trên người mình mà mạnh mẽ lao về phía trước coi như là đánh đổi cả người hắn xuất hiện ngay trước mặt thanh niên mặt dài kia ngay lúc gã còn đang sững người, rồi chợt hoảng sợ, ra đầu gã run lên trước nguy cơ sinh tử đang bao trùm như vậy. Đúng lúc gã đang định buông tay cầm kiếm mà lùi lại phía sau, thì tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã lóe lên hắc mang, một phát túm được cần cổ của thanh niên mặt dài này, ngươi, tên thanh niên mặt dài trợn to mắt, nhưng còn chưa kịp nói xong, giặc giặc một tiếng, trực tiếp bóp nát dịch giả Hàn Thiên Long nhóm dịch HTP chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trong điện Quang Hỏa Thạch ba tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 của Lạc Trần gia tộc đã lập tức tử vong một người, hai người khác hít vào một hơi, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thẳng tới Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân hình run rẩy lùi lại, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ ở sau lưng lúc thanh trường kiếm ở bụng bị đụng mạnh vào thì tay phải của hắn chụp lấy thanh kiếm này, đột nhiên lôi ra, hướng về phía một người ở trong đó quét ngang một kiếm. Nhưng đối phương đã tránh đi được, đồng thời tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 khác cũng đã tới gần, tay phải bấm niệm pháp quyết, bộc phát ra một cỗ đại lực, oanh một tiếng, thân hình bạch tiểu thuần bay lên giữa không trung. Hắn phun ra máu tươi, y phục toàn thân đã trở thành huyết sắc hai tên tộc nhân lạc trần gia tộc kia cũng đồng thời đuổi theo. Mắt thấy nguy cơ sinh tử, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không tuyệt vọng, ý chí muốn sống mãnh liệt, làm cho hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, bấm niệm pháp quyết. Một thanh trường thương, một cây búa lớn xuất hiện, đồng thời còn có hai thanh phi kiếm bị Bạch Tiểu Thuần lấy ra, dùng tử khí ngự đỉnh công của hắn, hung hăng bắn mạnh ra phía ngoài, sắc mặt của hai gã tộc nhân Lạc Trần gia tộc biến hóa, lập tức thi triển thuật pháp, hóa thành vô số khói đen để ngăn cản tiếng nổ lớn vang vọng, lực trùng kích khuếch tán, những pháp khí kia đều rơi vãi tứ phương, khóe miệng bạch tiểu thuần không ngừng tràn ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, nên kết thúc rồi. Hai tên tổng nhân ngưng khí tầng 8 lại vọt tới lần thứ ba. Lần này tốc độ cũng nhanh hơn, lực lượng tu vi cũng bộc phát tới cực hạn, trong nháy mắt đã tới gần, muốn săn giết bạch tiểu thuần, sống sót, ta phải sống sót. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ điên cuồng, linh khí ở trong cơ thể đã như dầu hết đèn tắt. Hắn phát ra một tiếng gào rú khàn khàn, những linh lực yếu ớt được tích lũy ở trong vô số sợi kinh mạch rất nhỏ, ở trong vô số huyết nhục xương cốt trong cơ thể hắn những năm gần đây, giống như trăm sông đổ về biển, toàn diện bộc phát ầm ầm ầm, những linh khí trong kinh mạch rất nhỏ này, lúc trước trong nhiều lần chiến đấu sinh tử cũng đã mở rộng Giờ phút này trong lúc nguy cấp, rốt cục đã thức tỉnh toàn bộ, nhất thời hướng về kinh mạch trụ cột của Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh tiến vào. Trong chớp mắt đã hội tụ thành một con sông lớn, chảy khắp toàn thân. Từng trận âm thanh đùng đùng giống như tiếng trống vang vọng, một đường thế như trẻ tre, đem không ít kinh mạch đều trùng kích mở rộng, cùng lúc đó, một cỗ chấn động tu vi ngưng khí tầng 7. Ở trên người Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên tràn ra hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 phát giác ra được chấn động tu vi ngưng khí tầng 7 trên người Bạch Tiểu Thuần thì sắc mặt đại biến, thậm chí trong mắt còn có hoảng sợ cùng với không cách nào tin, trong chiến đấu đột phá, cái này. Điều này sao có thể? Khi hai người còn đang hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra tinh mang cỗ linh lực nhiều thêm này tuy không cách nào giảm bớt đi thương thế của bạch tiểu thuần nhưng lại khiến cho trạng thái giàu hết đèn tắt của hắn một lần nữa tỏa ra sinh cơ thân hình của hắn chớp mắt xông ra trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một người trong tiếng kinh hô của gã tộc nhân lạc trần gia tộc, toàn bộ tay phải của hắn đen kịt, đột nhiên thi triển toái hậu tỏa, răng rắc một tiếng, gã tộc nhân ngưng khí tầng 8 này, căn bản là không cách nào né tránh, thân thể không thể không chế đưa đến tay phải của bạch tiểu thuần, giống như chủ động đưa tới vậy, bị bạch tiểu thuần bóp một phát nát cổ, người còn lại, lúc này ra đầu run lên, khi thấy bạch tiểu thuần nhìn mình, thì lập tức phát ra âm thanh thảm thiết, thân hình đột nhiên lui về phía phía sau. Trong mắt gã lộ ra sợ hãi mãnh liệt, bạch tiểu thuần đã làm cho gã bị chấn nhiếp tâm thần, thiếu chủ cứu ta. Lúc lùi về phía sau, gã tộc nhân ngưng khí tầng 8 cuối cùng này, phát ra âm thanh khẩn trương, giờ phút này, Trần Hằng đã cách nơi đây không đến 30 trượng, gã nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở trước mắt, gào lên, người muốn chết, bạch tiểu thuần cũng không nhìn Trần Hằng lấy một cái, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một chỉ lập tức những pháp khí rơi vãi ở bốn phía kia lúc này tất cả đều rung lên phát ra những âm thanh vù vù mãnh liệt giống như hưởng ứng sự kêu gọi của bạch tiểu thuần nháy mắt tất cả đã bay lên tốc độ cực nhanh vượt xa lúc trước quá nhiều trong một cái đã tiến thẳng đến phía trần hằng đi ngăn cản bước chân của gã những âm thanh bang bang vang vọng bị những pháp khí kia ngăn cản, mặc dù Trần Hằng có tu vi là ngưng khí tầng 9, cũng không thể đánh nát tất cả trong nháy mắt, bị ngăn trở thoáng một phát, trong lúc Trần Hằng đang bị ngăn cản, thì đồng thời thân hình của Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái bay ra, tới gần gã tộc nhân ngưng khí tầng 8 đang bỏ chạy kia, ý muốn giết người tràn ngập trong mắt, đánh ra một quyền, oanh một tiếng, tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 này phun ra máu tươi. Gã đang muốn tiếp tục lui lại phía sau, nhưng lại không nhìn thấy tay trái của Bạch Tiểu Thuần đã sớm bấm niệm pháp quyết. Một thanh mộc kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 này, trong chớp mắt đã lao đến nháy mắt xuyên thấu qua đầu lâu của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 này, mang theo máu tươi, xuất hiện ở trước mặt bạch tiểu thuần, tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kia mở to mắt, ngơ ngác nhìn toàn bộ thế giới, thân hình phịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, co rúm vài cái, miệng không ngừng tràn ra máu tươi, tắt thỏ bỏ mình, làm xong những điều này, thân hình bạch tiểu thuần lảo đảo một cái. Tuy hắn đột phá tu vi, nhưng một loạt săn giết lúc mới rồi đã làm tu vi tiêu hao không còn. Giờ phút này, khóe miệng tràn ra máu tươi không dứt, thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau, lại một lần nữa trốn vào trong rừng, hắn biết rõ, giờ phút này tuy đối phương chỉ còn lại một người cuối cùng, nhưng người này cũng chính là người mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần đã sớm cảm thụ được, tên kia có tu vi là ngưng khí tầng 9, ngưng khí tầng 9 đáy lòng bạch tiểu thuần đắng chát nhưng ý chí muốn sống mãnh liệt khiến cho lòng hắn có huyết hỏa bùng cháy hắn hiểu được lúc này không phải đối phương chết chính là mình chết không có cái lựa chọn thứ ba gần như ngay khi hắn vừa lui về phía sau trần hằng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên huyết vụ toàn thân ầm ầm khuếch tán ra phía bên ngoài Giờ phút này, những pháp khí kia đều run rẩy, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn rồi nhanh chóng sụp đổ. Trần Hằng nháy mắt bay ra, hô hấp của gã dồn dập, nhìn thi thể của ba tên tộc nhân ở bốn phía, lại phát ra tiếng gào rú càng thêm phẫn nộ. Hai mắt cũng đã đỏ lên, hướng về chỗ Bạch Tiểu Thuần rời đi, cấp tốc đuổi theo, hai người một trốn một đuổi, càng chạy càng xa ở trong sơn mạch vô danh trên bầu trời sấm sét nổ vang tuy là ban ngày nhưng lại không nhìn rõ tia chớp tuy nhiên mưa thì lại càng lúc càng lớn ngươi là thượng quan thiên hữu hay lữ thiên lỗi âm thanh mang theo sát ý của trần hằng truyền ra đồng thời bấm niệm pháp quyết lập tức ở bốn phía có chín đạo huyết vụ giống như chín đầu huyết mãng không ngừng xuyên qua phía trước thỉnh thoảng phun ra huyết quang thắng hướng bạch tiểu thuần ta là ông nội của ngươi sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt nhưng linh giác nhạy cảm nên nhiều lần tránh đi nhìn thấy tên thiếu chủ của lạc trần gia tộc kia càng lúc càng gần thân hình run run của bạch tiểu thuần nhảy lên bày ra bộ dáng muốn lao nhanh về phía trước trần hằng ở phía sau hắn cũng đột nhiên muốn nhảy lên thì bạch tiểu thuần lại đạp một cước lên cây đại thụ ở phía trước cây đại thụ này lung lay dữ dội thân hình của bạch tiểu thuần cũng mượn nhờ cỗ lực lượng này mà bỗng nhiên bắn lên ở giữa không trung chợt xoay người lao thẳng đến trần hằng đang truy kích ở sau lưng mặc kệ ngươi là ai hôm nay ngươi nhất định phải chết trong mắt trần hằng lóe lên sát khí tay phải bấm niệm pháp quyết rồi đột nhiên vung lên chín đầu huyết mãng ở bốn phía mở ra cái miệng rộng hướng về phía bạch tiểu thuần thôn phệ trong mắt bạch tiểu thuần đỏ bừng gầm nhẹ một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết linh khí không còn nhiều lắm ở trong cơ thể tràn ra lập tức một cái đỉnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong tùy ý để cho chín đầu huyết mãng kia tới thôn phệ tốc độ không có nửa điểm chậm lại thẳng hướng trần hằng mà đánh tới chút tài mọn trần hằng cười lạnh bấm niệm pháp quyết chín đầu huyết mãng kia nháy mắt hóa thành sương mù trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ thình lình tạo thành một cái đầu lâu màu huyết sắc trôi nổi ở trên đỉnh đầu trực tiếp đụng vào cái tử đỉnh kia âm thanh ầm ầm vang lên ngập trời tử đỉnh run rẩy ken két một tiếng rồi lập tức vỡ vụn cuối cùng trực tiếp nổ tung còn cái đầu lâu huyết vụ kia, mặc dù bị tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại vẫn còn, gần như nháy mắt khi vừa va chạm, đại đỉnh tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần đã xông ngay ra ngoài, nháy mắt xuyên qua đại đỉnh vỡ vụn, lao thẳng đến phía dưới sương mù, cùng lúc đó, ở trong sương mù, hai mắt Trần Hằng lóe lên. Nháy mắt khi sương mù nhạt dần, thân hình của gã ở trong huyết vụ đột nhiên lao lên, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ tay phải của gã bị xương mù quấn quanh, huyễn hóa ra một cái mặt quỷ giữ tợn ở trong lòng bàn tay, ngay khi gã vừa xông ra thì gã đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt, ánh mắt của hai người nhìn nhau rồi trực tiếp lao vào cùng một chỗ. Một cái là nắm đấm, một cái là thủ trưởng, một cái là bất tử thiết bị bộc phát ra hắc mang lóng lánh, một cái là mặt quỷ giữ tợn, thuật pháp yêu dị, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bạch tiểu thuần phun ra máu tươi toàn thân truyền ra âm thanh đùng đùng cả người như diều đứt dây bay ngược về phía sau trên đường đụng gãy rất nhiều cành cây về phần trần hằng thì chỉ chấn động thân hình sắc mặt tái nhợt khí huyết ở trong cơ thể quay cuồng gã cũng rất kinh hãi trước lực lượng to lớn của bạch tiểu thuần lúc này thân hình nhoáng một cái bay ra nháy mắt đuổi theo bạch tiểu thuần Lúc tay phải của gã nâng lên, sương mù ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, bao trùm phạm vi mười trượng, hình thành một cái mặt người cực lớn, hòa cùng với gã, hướng về phía bạch tiểu thuần lao tới chấn áp, trong mắt bạch tiểu thuần lộ ra hung ác khi bị dồn đến cận kề cái chết. Thân hình ở giữa không trung hung hăng uốn éo, khi quay người thì tay phải đột nhiên nâng lên, chỉ một cái về phía trần hằng. Dưới một chỉ này, tử khí ngự đỉnh công của hắn đột nhiên bộc phát, không phải đi điều khiển vật thể, mà là điều khiển thân thể của Trần Hằng. Loại cách dùng này, Trần Hằng chưa bao giờ nghe qua. Gã lập tức cảm thụ được một cỗ đại lực đang bao phủ ở bốn phía, giống như có một bàn tay vô hình bắt được thân thể của mình, Trần Hằng cười lạnh, tu vi đột nhiên khuếch tán mặt người huyết xác ở sau lưng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng âm thanh ken két vang vọng linh khí của bạch tiểu thuần trực tiếp bị chặt đứt nhưng thân thể của trần hằng cũng bởi vì điều này mà có chút dừng lại nháy mắt khi gã dừng lại mộc kiếm đã gào thét bay tới đồng thời thân hình bạch tiểu thuần cũng đột nhiên xông ra không tiếc trả một cái giá lớn vận chuyển bất tử thiết bị toàn thân gào thét lao tới nực cười Trần Hằng vung tay áo lên. Mặt người huyết sắc ở sau lưng gã xuyên qua thân thể, hướng về phía dưới đụng chạm cùng với mộc kiếm. Mộc kiếm run rẩy nhưng lại không có sụp đổ, mà xuyên qua mặt người huyết sắc này, đánh ra một cái lỗ hồng, thân hình của bạch tiểu thuần theo lỗ hồng, dựa vào bất tử thiết bị, liều mạng bị thương mà xông ra hai mắt trần hằng lóe lên tay phải lại bấm niệm pháp quyết chỉ một cái lập tức có một đạo huyết quanh hình cung giống như một thanh loan đao xuất hiện thẳng tới chỗ bạch tiểu thuần trong chốc lát đạo huyết quanh hình cung này đã trực tiếp đánh lên trên người bạch tiểu thuần khiến cho ổ bụng của hắn huyết nhục mơ hồ nhưng nắm đấm ngưng tụ tu vi toàn thân của hắn cũng đồng thời đánh xuống, lúc âm thanh nổ vang truyền ra, thân hình Trần Hằng chấn động, lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt đi một ít. Nhưng công kích của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn chưa chấm dứt, tốc độ của hắn vào lúc này gần như tăng lên gấp bội, như không muốn sống. Toàn diện bộc phát, oanh 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 oanh.